Thì online hết rồi phải không? Thì online hết, lớp mình học online hết, thi cũng thi online hết. Rồi điểm thi kiểm tra thường xuyên nè và kiểm tra định kỳ á, là em sẽ tổ chức thi trong những cái buổi học của mình, nó chỉ chiếm 10 phút, 20 phút thôi ha, thì em sẽ tổ chức luôn. Rồi thi này á là phòng đào tạo tổ chức cho anh chị nha, thi lý thuyết này là phòng đào tạo tổ chức cho anh chị á. Rồi mời bạn khác ạ. Về cái vấn đề thi này có anh chị có thắc mắc gì không? Anh chị yên Thầy tĩnh ơi, ha. thi thực dạ thầy cũng thầy Hả? thầy thực Rồi. hành cũng đó thầy, Cái gì? thi thực hành mình cũng thi online luôn hả thầy? Cái lớp học mình đặc trưng là nó lớp học mình là lớp học online rồi mà. Cho nên là thực tập thì cũng nói chung á là nó không phải là tối ưu, nó không phải là tối ưu nhất như như là học offline là mình có mô hình này, ha, mình có mô hình này, mình cùng nhau mình học nhóm rất là vui ha. Rồi mình thi tại chỗ luôn, nhưng mà cái lớp học này á là mình học online, cho nên á là em sẽ kiếm một cái hình thức nào đó nó phù hợp, nó không phải là tối ưu nhưng mà nó sẽ phù hợp nhất với tình hình của mình hiện tại ha, là học online. Cho nên là mình học online, mình cũng thi online luôn ha. Rồi có anh chị nào phát biểu không ta? Thi thực hành là thi sao thầy? Thi thực hành hả? Thì bữa hổm mình cũng học một chút xíu về giải phẫu rồi đúng không? Bữa hổm mình cũng học một chút xíu về giải phẫu rồi. Thì bây giờ để em chỉ cho, học thi thực tập dễ lắm. Thi thực tập dễ lắm. Đây, Ơi, em ví chưa dụ học như một chút nào về giải phẫu. hả? Em chưa học một chút nào giải phẫu vậy. Ủa gì kỳ vậy? Sao buổi trước học với hình như học với một bác sĩ mà sao chưa học là sao? Bữa thứ ba tuần trước nào? Đâu, tuần bữa Tuần trước trước là học không hệ học tiêu thầy hóa giáo. rồi phải không? Hả? Tuần trước là thầy giáo. Bữa trước học hệ tiêu hóa. Tuần À, bữa trước học học hệ tiêu hóa, đúng rồi, bữa trước học hệ tiêu hóa nhưng mà có học giải phẫu không? Có chứ sao không có dạ có nữa. thầy ơi, có thầy ạ. Có. À, cái này á là mình chưa học, đúng rồi, team mình chưa học mà, team bữa nay mình mới học. Ý là bây giờ mình ví dụ mà thi thực tập là thi sao cho anh chị hiểu ha. Là mình sẽ học tên các chi tiết giải phẫu của một cái hình, tên các chi tiết giải phẫu của một cái hình. Rồi em sẽ có một cái mũi tên chỉ vô cái chi tiết đó là cái gì, rồi anh chị là sẽ chọn trách nhiệm cái tên chi tiết đó là cái gì. Đơn giản vậy thôi ha, đơn giản vậy thôi, chỉ hỏi duy nhất. Rồi thi lý thuyết thì nó phức tạp hơn nha. Thi lý thuyết ngoài cái giải phẫu mình có sinh lý nữa, cho nên là anh chị cũng phải học nhiều lắm á. Ủa mà anh chị có đề cương gì chưa ha? Có đề cương chưa? Em có gửi anh có gửi. Dạ có rồi thầy. Chỗ nào ha? Đề cương chỗ nào chị? Đây ha. Rồi. Thầy ơi, thầy xe thế lại thì Trang 18 không có trong đó cái thầy này. ơi. Rồi, gửi qua rồi đó, gửi cái nhóm mới lập tức thì đó. Đúng không? Em mới gửi qua cái nhóm mới lập tức thì nè. Hai cái đề cương nè, thấy chưa? Rồi ha. Thầy gửi nhóm nào nè, em K17 không thấy thầy ơi, không có thấy tài liệu thầy ơi. Đúng rồi chị ơi. Thầy mới Nói lập thầy nhóm, mới có cái đường link ở trên này nè. Cái nhóm thầy mới kết đường link đó bạn. cái nhóm Cái mà tin mới nhắn. chờ Thầy cái ơi, đường link tin nhắn em không thấy đường link thầy vô gửi thầy. vô 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 tin nhắn hả? Cái đây thầy nè, gửi đây tin nhắn. nè, mới gỡ lại nữa nè. Dạ Rồi dạ bấm rồi cảm ơn thầy. rồi bấm vô đường link đó ha. Rồi trên cái nhóm đó mình sẽ thông tin với nhau, mình sẽ gửi tài liệu lên nhau. Có đặt câu hỏi gì anh chị cứ đặt lên trên đó, rồi em sẽ có tối khả năng tối đa của em giải đáp được bao nhiêu thì em giải đáp ha. Rồi ủa mà cái này anh chị học một tuần mấy buổi ta? Dạ có một buổi rồi thưa thầy.
có một buổi môn của em là môn môn nào nữa không? Dạ, một buổi thứ năm là môn giao tiếp, kỹ năng giao tiếp thưa thầy. Ủa học sao con từng có từng học 2 buổi thì chừng nào mới ra trường? Dạ, bởi vậy vì em cũng không biết nó vô nhà trường sắp đó. À ôn thi thôi hả, á thầy ơi, ăn thế ôn thi chừng á thầy, nào thực hành vậy? do là còn ôn thi một số môn của các bạn. Ôn thi là sao ta? Mình chờ. Ủa tưởng này khóa mới chứ, tưởng này khóa mới chứ. Thầy có nghĩa là bây giờ nhóm lớp K K17 là trong tuần này cho tới ngày 3 ngày 4 tháng 8 là đang thi cuối khóa các môn kinh tế dược, pháp chế dược với sáng hôm qua là môn thi y đức, còn lại là sau đó là mới xếp lịch lại hay sao thầy, em nghĩ là Phải lắm vậy. thầy ơi, nhiều lớp lắm thầy ơi, tại vì học không có cùng cái thời gian á. Có lớp Y 17, K17 nhưng mà mới học được có 3 môn thôi. Đó, cho nên là kết học lung tung á, không có trùng thời gian, không có trùng môn nhau gì hết thầy. À rồi 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 em hiểu rồi. Rồi, Thầy tại ơi cho rồi bạn cứ nói bạn. thầy ơi cho em hỏi liệu thầy share lên nhóm nào thế ạ? À? Tại vì em thấy nhìn ở trên nhóm Zalo như là thì không có thấy tài liệu của thầy. Vô trong Thầy nhóm mới chat cho bạn. Nha bạn. à rồi Bây giờ đấy là bạn phải vô sau thì nó sẽ không có cái tài đang liệu đó ở khóa Y khóa 18 tối này ạ. rồi. Không sao, để em trả lại cho, không sao hết. Đầu tiên Dạ thầy ơi cho em luôn hỏi. rồi bạn cứ hỏi bạn ơi. Dạ thầy, vậy là mình có đi thực tập offline không thầy? À thi thực tập trực tiếp ở trường hả bạn? Dạ, đúng rồi. À thi thực tập trực tiếp ở trường á thì hình như không có bạn ơi, hình như cái lớp này là lớp dạy online á, thì trường kêu em dạy sao mà kêu em tạo cái chương trình dạy online sao mà cho nó phù hợp á, chứ hình như là cũng không có yêu Dạ. cầu anh chị tới trực tiếp trường để mà học ha. Vậy Có thực tập offline không Có thầy? Hôm qua hôm hôm chủ nhật là có nói về cái vấn đề đó là cũng thực tập offline. môn thực tập giải phẫu Tất cả hả? các môn đều có Dạ yêu không cầu phải, em không có thực phải, tập không phải offline. môn môn của thầy, không phải nói vậy. Nó là có thực có học offline, chỉ nói vậy thôi giờ thầy ơi. À Vậy sau này em là thực hành nói đó, rõ thời gian là thực tập á, gọi là thực tập á chứ không phải là thực hành, là thi cuối khóa mà thi offline đâu. không phải thi Thời gian offline mà thực hành á, vì có một số môn sẽ phải thực hành nên sẽ là thực học. hành offline. Trời mai mốt đi bệnh viện chứ, phải đi bệnh viện chứ, chứ không lẽ giờ đi bệnh viện online hả? Thực thực hành của môn và thực tập khác nha, thực tập là về sau, còn thực hành kìa, thực hành môn là có thực tập thực hành offline á. À, sau này anh chị cũng phải học mấy cái môn mà giống như là mấy cái môn mà đi bệnh viện chứ đúng không? Mấy cái môn phải đi bệnh viện chứ, chứ không lẽ giờ đi thực hành online hả? Đi đi bệnh viện online. Chắc không có đi bệnh viện đó thầy ơi. Tại vì mấy bạn cũng đang làm ở các phòng khám sẵn rồi đó. Vậy hả? Em cũng chưa biết nữa, em cũng không mới biết nữa. Rồi chắc mọi người vô đầy đủ rồi, 130 người rồi thôi ha, mình bắt đầu ha anh chị. Ôi giờ người ta học phải mấy trên phương diện là người ta chưa biết gì chứ. Rồi mình bắt đầu ha. Dạ anh chị thấy rõ màn hình chưa? Rồi Dạ thấy rồi thầy. Dạ mình bắt thấy đầu ha. Thì như bữa trước á, thì mình học bài đại cương với bài sinh lý hệ tiêu hóa rồi, thì hôm nay mình sẽ bắt đầu học bài là bài giải phẫu và sinh lý hệ tim mạch. Thì vì là cái môn mình nó dồn anh chị ơi, nó dồn quá. Ví dụ hồi xưa em học chương trình đại học á, cái môn giải phẫu á, là em học giải phẫu 1, giải phẫu 2, rồi thực tập giải phẫu 1, thực tập giải phẫu 2, rồi sinh lý cũng như tại tương tự như vậy. Sinh lý 1, sinh lý 2, rồi thực tập sinh lý 1, thực tập sinh lý 2. Nó gom lại cái chừng mà 6 và 60 buổi á. Cái bây giờ nó kêu dạy dòng có mười mấy buổi. Thì bây giờ đó là tại vì cái chương trình của mình nó như vậy, tại vì cái chương trình của mình nó như vậy cho nên là mình sẽ cố gắng mình học được bao nhiêu thì mình học ha. Rồi học thì tất nhiên thì mình học cố gắng mình học được nhiều nhất có thể, nhưng mà sau thi á thì là sẽ chữ trong đề cương đây ha. Rồi anh chị học cái môn của em xong, nghe em giảng xong rồi anh chị lấy cái đề cương ra để mà trả lời những cái câu hỏi trong đó, nếu mà trả lời được là ok ha, đơn giản ha. Rồi mình bắt đầu thì bây giờ mình sẽ học bài giải phẫu và sinh lý hệ tim mạch.
Rồi đầu tiên là phần giải phẫu của tim, thì cái mục tiêu của giải phẫu á, thì mình cần nắm được là về cái hình thể ngoài của tim là có gì, hình thể trong là có cái gì, rồi hệ thống mạch máu để mình nuôi dưỡng tim nó là cái gì, và sự đối chiếu của tim lên thần ngực. Rồi mình sẽ đi qua từng phần ha. Đầu tiên là cái hình thể ngoài. Rồi các anh chị nhìn thấy này ha, trái tim của mình, đây là trái tim của mình. Rồi ha, đây là trái tim của mình, thì anh chị thấy nó là nó nằm ở phía trong lồng ngực ha, thì nó được bảo vệ bởi nhiều cái xương ha, các xương sườn này ha, xương ức ở phía trước nè, xương cột sống ở phía sau nè ha, và các cơ của vùng ngực, vùng lưng của mình sẽ bảo vệ cái trái tim của mình. Vì vậy trái tim của mình á, thì nó sẽ nằm ở cái vùng là vùng nằm ở cái lồng ngực ha, và đáy tim của mình là khoảng vùng chỗ này, thì nó nằm ở khoảng khoang lưng sườn số 2. Đây là các xương sườn, ở giữa các xương sườn thì mình gọi nó là khoảng liên sườn, được chưa? Thì cái đáy tim là vùng này, thì nó nằm ở khoảng khoang liên sườn số 2. Rồi mõm tim của mình, mõm tim hay còn gọi là đỉnh tim á, thì nó sẽ là cái vùng này nè anh chị, cái vùng này nè là phần gì, là cái phần xa nhất và chết về bên trái nhất của trái tim. Nó nằm ở khoảng là khoang liên sườn số 5 ha, khoang liên sườn số 5. Rồi mai mốt á, anh chị sẽ học cái này. Thầy bật trình chiếu cho cái màn hình nó to lên tí được không thầy? Rồi thấy hết ha, được không? Được rồi đó thầy. Dạ rồi, rõ rồi. Rồi ok. Rồi mõm tim ha, mõm tim là đây nè, mõm tim là đây, thì là nó là phần xa nhất và chết về bên trái nhất của trái tim, được chưa? Thì á, mai mốt mình chị học cái bài triệu chứng á, thì mình sẽ thực hiện một cái động tác gọi là động tác nghe tim, được chưa? Thì mình nghe ở vị trí mõm tim là mình nghe ở đâu, là đây là xương đòn này ha, thì nghe ở khoang liên sườn 5 đường trung đòn trái. Đây là xương đòn, đường trung đòn là đâu, là ở giữa xương đòn nè, kẻ thẳng xuống một đường. Rồi khoang liên sườn số 5 là ở đây nè, đó, kẻ ngang một đường. Thì cái vị trí mà nghe tim ở mõm tim của mình á, thì nó nằm ở khoang liên sườn 5 đường trung đòn trái ha. Thì mình đặt cái ống nghe vô đây thì mình sẽ nghe rõ ha, nghe rõ nhất của trái tim. Rồi tim của mình nằm ở cái vùng trung thất giữa, được chưa? Tim của mình nằm ở vùng trung thất giữa, và mai mốt thì sẽ học về trung thất trên, rồi trung thất trên, trung thất trước và trung thất sau ha. Mai mốt sẽ học sau. Nhớ giùm mai là tim của mình nằm ở vùng trung thất giữa và nó nằm ở phía trên cơ hoành. Tim của mình nó sẽ ngồi lên trên cơ hoành, nằm lên trên cơ hoành, được chưa? Và tim của mình á, tim và mạch máu của mình thì nó giống như là một cái máy bơm, và anh chị tưởng tượng nó như là một cái máy bơm. Và những cái mạch máu thì giống như là những cái ống nước để mà dẫn nước vậy đó anh chị. Máu của mình là coi như là nước ha. Cho tim của mình nó sẽ bơm cái máu đó đi theo cái đường mạch máu, giống như là một cái máy bơm, nó bơm nước đi theo những cái lòng ống ha, ở trong lòng ống. Rồi hình thể ngoài của tim anh chị nhớ, tim sẽ có một đáy, một đỉnh và ba mặt, được chưa? Đáy tim là đây, đáy tim, đỉnh tim, ba mặt của trái tim. Đầu tiên là mặt ức sườn. Tại sao kêu nó là mặt ức sườn? Tại vì á, cái về cái mặt này anh chị nó sẽ tiếp xúc, anh chị là cái mặt em chỉ nè, anh chị thấy con chỏ chụp em không, em chỉ chỗ này nè, cái mặt này tại sao kêu bằng mặt ức sườn, tại vì cái mặt này á, nó sẽ tiếp giáp với xương ức và xương sườn, được chưa? Nó sẽ tiếp giáp với xương ức và xương sườn, vì vậy mình kêu nó là mặt ức sườn, được chưa? Rồi mặt thứ hai anh chị cần biết là gì, mặt đây dưới này, anh chị thấy một cái cơ chỗ này nè anh chị, một cái lớp cơ chỗ này rất là dày ha, một cái cơ rất là bự, rất là dày, thì cơ này người ta gọi nó là cơ hoành, được chưa? Cơ hoành thì nó đóng vai trò rất là quan trọng trong cái quá trình hô hấp của mình. Mình sau này sẽ nói cụ thể hơn. Rồi, nhưng mà anh chị thấy trái tim của mình, anh chị, nó sẽ nằm lên trên cơ hoành, nó sẽ ngồi lên trên cơ hoành. Được chưa? Vì nó nằm lên trên cơ hoành, cho nên mình kêu nó là mặt hoành. Cái mặt á, mà nó nằm lên trên cơ hoành thì mình gọi nó là mặt hoành. Còn một mặt nữa thì là sao? Một mặt nó nằm bên này nè. Nó tiếp giáp với cái phổi, được chưa? Vì vậy mình kêu mặt bên này nó là mặt phổi. Vậy là đáy tim, đây là cái vùng này, đỉnh tim là ở vùng này, và mình có ba mặt, mặt ức sườn, được chưa? Mặt hoành và mặt phổi. Đáy tim đây là vùng này á, thì nó sẽ có rất là nhiều cái tĩnh, rất là nhiều các mạch máu lớn ha. Đây là tĩnh mạch chủ trên, cung động mạch chủ và thân động mạch phổi. Thì một hồi sẽ có những cái hình nó cụ thể hơn thì anh chị thì em sẽ chỉ cho ha. Nhớ giùm em, cái đáy tim thì nó sẽ có những cái mạch máu lớn, còn đỉnh tim là cái phần này. Là cái phần xa nhất và chết về bên trái nhất của trái tim, và nó thường nằm ở khoảng khoang liên sườn 5 đường trung đòn trái, được chưa? Có một số bệnh nhân á, người ta bị bệnh tim ha, bị suy tim rồi á, thì sao tim, cơ tim của người ta nó sẽ phì đại ra, thì sao cái mũi tên, cái đỉnh tim nè hoặc là cái mõm tim này nè, nó sẽ lệch hơn về phía bên trái và nó lệch xuống dưới một chút xíu, được chưa?
Vì vậy ở những cái người mà người ta bị suy tim á, bị phì đại cơ tim ra đó, thì sao, thì là khi mình nghe cái vị trí ở khoang ly xì 5 đường chung đồng trái thì mình nghe không rõ nữa, nhưng mà mình đặt cắm nghe xa hơn, xích về bên trái hơn một chút xíu á, thì mình sẽ nghe rất là rõ hơn ha. Rồi tiếp tục về các mặt của trái tim, đầu tiên là mặt ức sườn. À, mặt ức sườn như đó hồi nãy, cái mặt ức sườn đó anh chị, là tại sao, là tại vì nó tiếp giáp với xương ức và xương sườn, vì vậy mình kêu là mặt ức sườn. Thì ở mặt ức sườn này anh chị nhớ giùm em là nó có hai cái rãnh, được chưa, hai cái rãnh. Đầu tiên đây là rãnh vành, thứ hai là rãnh gian cắt trước, được chưa. Rãnh vành là cái rãnh nằm ngang anh chị. À, thì theo cái đường chuột em chỉ nha, theo cái đường chuột em chỉ, đây là cái rãnh vành ha. Thứ hai là rãnh gian cắt trước, được chưa. Rãnh vành thì nó có cái gì, rãnh vành thì nó có là cái hệ thống động mạch vành, nó chạy trên đó, động mạch vành phải và động mạch vành trái. Hồi em sẽ giới thiệu cụ thể hơn ha. Rãnh gian thắt trước này thì nó sẽ có cái động mạch gian thắt trước. À, cái gì, rãnh gian thắt trước này sẽ có nhánh gian thắt trước của động mạch vành trái. Một chút xíu nữa mình học tới cái động mạch vành ha thì mình sẽ hiểu rõ cụ thể hơn. Còn ở cái thời điểm hiện tại, ở cái mặt ức sườn, anh chị nhớ giùm em, ở cái mặt ức sườn tại sao nó kêu là mặt ức sườn, anh chị cần nhớ là tại vì nó tiếp giáp với xương ức và xương sườn, vì vậy mình kêu cái mặt ở phía trước này nè là mặt ức sườn, được chưa. Và nó có hai cái rãnh, đầu tiên là rãnh vành, à, thứ hai là rãnh gian thắt trước, được chưa. Rồi tiếp tục, à, tiếp tục là mặt hoành ha. Mặt hoành là mặt nào, mặt hoành là cái mặt mà nó tiếp giáp với cơ hoành, cái mặt này là nó ngồi lên trên cơ hoành, nó tiếp giáp với cơ hoành, vì vậy cái mặt của trái tim này mình gọi nó là mặt hoành ha. Tại mặt hoành này thì mình cũng có hai cái rãnh tương tự, à, một cái gọi là rãnh vành, được chưa, một cái gọi là rãnh gian thắt sau, được chưa. Rãnh vành nè, cái rãnh vành nó là một cái rãnh mà nó nằm ngang của trái tim ha, và nó chạy từ phía trước ra phía sau luôn ha. Đây là rãnh vành ha. Rồi một cái rãnh chạy dọc xuống thì mình nói đó là rãnh gian thắt sau, dễ không. Thì nhớ là mặt ức sườn thì mình có hai rãnh, rãnh vành và rãnh gian thắt trước. Rồi mặt hoành thì mình có hai cái rãnh, rãnh cũng là rãnh vành và rãnh gian thắt sau ha. Và tại những cái rãnh này thì nó sẽ có những cái mạch máu, những có những cái động mạch và tĩnh mạch chạy lên trên nó, thì một hồi mình sẽ nói cụ thể hơn. Rồi tiếp theo thì mình sẽ đến cái hệ thống động mạch vành. À, hệ thống động mạch vành anh chị nhớ giùm em ha. Thì tim mình á, cái mạch máu nó nuôi những cái tế bào cơ tim mình thì mình gọi nó là mạch vành, nhớ luôn luôn có chữ vành giùm nó, giơ chữ vành trong đó giùm em ha. Động mạch, à, động mạch thì là động mạch vành, tĩnh mạch thì là tĩnh mạch vành, được chưa. Đầu tiên là động mạch, à, mà anh chị phân biệt với em động mạch là cái gì, tĩnh mạch là gì, anh chị không biết, anh chị biết không ạ? Dạ, tại chưa, vì là chưa biết luôn thầy ơi. À vậy hả, à rồi ok không sao hết. Rồi động mạch đó anh chị là mạch, anh chị thấy động mạch đó là những cái mạch máu mà nó màu đỏ này nè anh chị. À, mạch máu là màu đỏ thì nó là động mạch vành ha, động mạch vành. Rồi ở dưới này cũng là động mạch vành, thấy màu đỏ ha. À, là máu, máu này á, là máu giàu oxy, được chưa, máu giàu oxy, giàu chất dinh dưỡng. Thì cái trái tim của mình á, nó sẽ bơm cái lượng máu giàu oxy, giàu chất dinh dưỡng này ha, đến những cái vùng, bơm cái máu này đến những cái vùng cơ tim. À, là tại đây nó có các tế bào đó anh chị. À, thì các tế bào cơ tim này nó sẽ sử dụng cái máu giàu oxy đó, sử dụng cái máu, à, giàu chất dinh dưỡng đó để mà gì, để mà nó tạo năng lượng, để mà nó hoạt động được, anh chị hiểu không. À, động mạch, nhắc lại động mạch, à, là cái động mạch là nó sẽ chứa máu giàu oxy, giàu chất dinh dưỡng, và nó sẽ được bơm đến các tế bào để mà tại đây các tế bào sử dụng cái máu giàu oxy, giàu chất dinh dưỡng đó để tạo năng lượng ha. À, rồi sau khi mà các tế bào sử dụng xong cái máu giàu oxy, giàu chất dinh dưỡng đó rồi, sao thì cái máu đó nó trở nên nghèo oxy, nghèo chất dinh dưỡng, được chưa, thì nó phải trở về tim để nó mà nó đi lên phổi, nó phải trở về tim để mà nó đi lên phổi, để mà nó thực hiện quá trình trao đổi oxy, để nó thực hiện quá trình trao đổi khí, để mà nó trở thành một cái máu giàu oxy, thì nó thực hiện cái chu trình liên tục như vậy, để mà nó cung cấp năng lượng liên tục cho các tế bào để mà nó hoạt động ha. Rồi, à, có thể là hơi khó hiểu một chút xíu, nhưng mà để một chút xíu em trình bày đi, trình bày lại thì anh chị sẽ dễ hiểu ha. Thì nhớ giùm em là động mạch, à, là cung cấp máu giàu oxy đến các mô. À, thì cái động mạch để mà nó nuôi trái tim mình, nó nuôi trái tim mình á, thì mình kêu nó là động mạch vành. À, cái hệ thống động mạch vành của mình á, thì là có hai cái động mạch chính. Đầu tiên là động mạch vành trái, thứ hai là động mạch vành phải, được chưa? Động mạch vành trái này anh chị theo đường con chuột anh chỉ nha. Động mạch vành trái và thứ hai là động mạch vành phải, được chưa?
động mạch vành trái và động mạch vành phải. Hai thằng này nó sẽ cung cấp máu cho trái tim của mình ha. À, rồi động mạch vành trái và động mạch vành phải thì nó xuất phát từ cung, từ cái động mạch chủ nó xuất phát ra ha, à, và nó chạy trên rãnh vành. Cái rãnh vành là cái rãnh nằm ngang đó chị, cái rãnh vành là rãnh nằm ngang đó, nó chạy trên rãnh vành ha, và nó cho nhiều cái nhánh ha, à, nó cho nhiều cái nhánh. Thì những cái nhánh của nó thì từ từ mình học sau, từ từ mình học sau. Chỉ cần anh chị nhớ giùm em, động mạch vành là cái động mạch để mà nó nuôi trái tim, và nó có hai nhánh chính là động mạch vành phải và động mạch vành trái ha. Rồi từ từ mình học sao mấy cái kia. Rồi tiếp theo nữa là tĩnh mạch ha. Tĩnh mạch, tĩnh mạch là gì? Là sau khi mà những cái tế bào này nè nó sử dụng xong cái máu giàu oxy vào chất dinh dưỡng đó thì sao, thì cái máu nó trở nên nghèo chất dinh dưỡng, được chưa, thì nó phải trở về tim theo bằng một con đường nào đó, thì con đường đó chính là con đường tĩnh mạch. Thì mà nó ký hiệu là màu xanh nè anh chị ha, nó sẽ ký hiệu là màu xanh nè. Thì nè, máu nó sẽ trở về theo con đường màu xanh này, nó đổ vào một cấu trúc, nó phình ra ở cái rãnh vành, ở cái mạch hoành của mình ha, thì nó là xo tĩnh mạch vành, à, và nó đổ vào nhĩ phải ha. Nói vậy chắc không hiểu quá ta, nói vậy chắc không hiểu quá. Đó là vậy, không có hiểu không chút này, có hiểu chút chút này. Hiểu hiểu thầy, hiểu thầy. Dạ hiểu thầy ơi. Anh chị yên tâm nha, để em nói đi nói lại từ từ là thế nào cũng hiểu mà, từ 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 từ. Giống như là tại vì mình mới quá đó anh chị, tại vì mình mới quá, nói tới chỗ nào thì nó cũng là cái mới á, hiểu không? Em nghĩ là sinh học khóa học sơ sơ thôi. Nói cái tới chỗ nào cũng là cái mới chứ, không biết bắt đầu từ chỗ nào bây giờ. Giống như là nguyên tắc mình học á, là mình học giống như là mình khai phá những cái mới từ những cái cũ, mà bây giờ cái này mình mới học luôn. Thì cái bây giờ đụng vô chỗ nào nó cũng là cái mới hết trơn, cho nên là em không biết làm nói sao để mà cho anh chị nó hiểu nữa. À, mình phải nói đi nói lại, chắc em phải nói đi nói lại nhiều lần ha. Ha vậy ha. Thầy ơi. À rồi. Dạ trên giáo trình mình có những cái đó không thầy? Ủa mình chưa. Ủa mình có giáo trình hả bạn? Mình có giáo trình hả? Ở trên cái slide á thầy. À có hết nha bạn, có đầy đủ hết nha. Dạ. Có đầy đủ hơn rồi. Rồi mặt phổi, à mặt phổi trái tim của mình á là có một cái mặt mà nó sẽ tiếp giáp với cái phổi trái này nè, thì mình kêu nó là mặt phổi, được chưa, mặt phổi ha. À rồi tiếp theo nữa là cái hình quan trọng hơn là cái hình thể trong của tim nè, nói tới phần này thì mới dễ hiểu, bắt đầu từ hiểu từ từ rồi ha. Rồi tim của mình anh chị nhớ giùm em, tim là nó sẽ có bốn buồng, được chưa, nhĩ phải, nhĩ trái, thắt phải, thắt trái, được chưa? Tim nó có bốn buồng, nhĩ phải, nhĩ trái, thắt phải, thắt trái ha. Rồi muốn chia ra được bốn cái buồng này, thì trái tim của mình nó phải có ba cái vách ha. Đầu tiên là vách liên nhĩ nè. Vách liên nhĩ nó có nhiệm vụ là nó chia nhĩ phải và nhĩ trái ra làm hai. Anh chị thấy theo con chuột em chỉ nha. Đây là vách liên nhĩ, nó sẽ chia nhĩ phải và nhĩ trái của mình ra làm hai. Đây là vách liên thắt, nó sẽ chia thắt phải và thắt trái của mình ra làm hai ha. Rồi mình sẽ có các cái vách gọi là vách nhĩ thắt, được chưa, vách nhĩ thắt nó sẽ chia mỗi bên ra làm hai, chia bên phải ra nè thành nhĩ phải và thắt phải, chia bên trái ra làm nhĩ trái và thắt trái. Vậy tóm lại tim của mình nó sẽ có ba cái vách và nó chia cho tim mình ra là bốn buồng, được chưa. Vách cái này là nhĩ phải, được chưa, thắt phải, nhĩ trái, thắt trái. Thầy, okay. Thầy ơi, thầy cho hỏi tí thầy, cái phải và trái thầy thì mình nhìn vô hình á, là ở ngoài mình nhìn vô là mình nhìn là đối với cái người đối diện hả thầy? Đúng rồi chị, giống như là soi gương lại đó anh chị ha. Giống như là soi gương lại đó, à, chị thấy nè, ký hiệu này nó ký hiệu chữ right nè, thấy chưa, chữ right nè, chữ left nè, thấy không, chữ right là chữ right là bên phải, chữ left là bên trái. À vậy là mình nhìn ngược ha, mình phải giống như là mình nhìn vô gương vậy đó, mình nhìn ngược lại. À bên này là bên phải nha. Ha. Nhĩ phải nè, nhĩ trái nè, thắt phải nè, trái nè ha. Rồi. Nhớ. Tim thì nó có bốn buồng, nhĩ phải, nhĩ trái, thắt phải, thắt trái, được chưa? À nhĩ phải, nhĩ trái, thắt phải, thắt trái. Rồi, ở giữa cái nhĩ phải và thắt phải nó sẽ có một cái van gọi là van ba lá, được chưa? Van ba lá. Ở giữa nhĩ trái và thắt trái nó sẽ có một cái van, tên của nó là van hai lá. Rồi thắt phải nó sẽ bơm máu lên động mạch phổi, thì giữa thắt phải và động mạch phổi nó có một cái van chỗ này, anh chị thấy nè,
thì nó gọi là van động mạch phổi, được chưa? Rồi giữa thắt trái nó sẽ bơm máu ra động mạch ngoại biên, thì cái động mạch này á, thì người ta gọi nó là một cái động mạch bự nhất này, thì người ta kêu nó là động mạch chủ, được chưa? Giữa cái thắt trái và động mạch chủ nó có một cái van, tên của nó là van động mạch chủ, nha, van động mạch chủ. Nha. Rồi nhắc lại, tim thì nó có bốn buồng, muốn chia ra được bốn buồng thì nó phải có ba cái vách, vách liên nhĩ, vách liên thất, vách nhĩ thất. Chia cho tim mình ra làm bốn buồng, nhĩ phải, nhĩ trái, thất phải, thất trái, được chưa? Và mình có bốn cái van tim. Van tim cái nhiệm vụ của nó đó anh chị, là anh chị thấy nó hứng súng gì không? Thì sao? Thì là cái ý nghĩa của cái van tim á, thì là làm cho máu của mình nó chạy thêm một chiều, làm cho máu của mình nó chạy thêm một chiều từ trên xuống dưới, từ nhĩ phải xuống thất phải lên động mạch phổi, được chưa? Bơm chạy thêm một chiều thôi, mà nó không chạy ngược lại. Chạy ngược lại là bị bệnh nha anh chị, chạy ngược lại là bị bệnh, nó hở van tim rồi gì đó thì nó bị bệnh nha. Rồi van tim mình có bốn cái van, van hai lá, van ba lá nè, van ba lá ở bên phải nè, giữa nhĩ phải và thất phải có một cái van gọi là van ba lá, giữa nhĩ trái và thất trái có một cái van, tên của nó là van hai lá, giữa thất phải và động mạch phổi có một cái van, tên của nó là van động mạch phổi, giữa cái thất trái và động mạch chủ có một cái van, tên của nó là van động mạch chủ. Nha. Rồi. Thầy chậm chậm mà thầy, em nhìn thấy không kịp luôn á. Chậm chậm hả? Em nhìn thấy cũng chuột thầy không kịp luôn á. Đúng rồi đó thầy. Chuột kịp. Tại đột cái đầu chảy. Rồi để qua từ từ rồi ha, qua từ từ. Không xong hết rồi á. Thầy ơi, thầy xong bài giảng này thầy có thể gửi lên nhóm xong để dạy mình xem lại được không thầy? Ủa em gửi lên hết rồi mà, em gửi lên hết cho anh rồi. Bài thầy đang giảng á, cái slide này nè. Đúng rồi, em gửi lên hết rồi. Ủa em gửi, hình như em gửi cho cô Quỳnh hay gì đó phải không ta? Em gửi cho cô Quỳnh. Ủa cô Quỳnh hay là cô Bích á, cô Bích gì đó, cô Bích có gửi cho nhóm mình chưa? Chưa thầy. Chưa thấy ạ. Vì tụi em là mới có một vài người học bữa hôm nay là bữa đầu tiên mà cũng không biết được là thầy gửi lên nhóm nào luôn đó, cho tới bây giờ nhìn nhóm Zalo cũng chưa có thấy tài liệu luôn. Rồi, không thành vấn đề nha, không thành vấn đề cho em. Em. Ủa thầy có gửi slide rồi mà mọi người. Không, ý là có một số người hôm nay mới vô học bữa đầu tiên á, cho nên chỉ là có một cái nhóm Zalo tên gì á ta, ID18 thôi, chứ còn thầy gửi trong nhóm nào không thấy. Rồi. Hay là thầy cứ gửi cho giáo viên rồi nhờ giáo viên up lên trên group đi, chứ bây giờ không biết được nhiều group quá. Không gửi lại đó chị ạ, thầy gửi lại mình vô mình tải cho. Rồi, không sao hết á, gửi lại đó. Rồi, mấy mà mọi người gửi lại nhiều quá trời nhiều luôn rồi nè, thấy chưa? Mọi người gửi lại rồi nè. Rồi, chị giáo viên. Rồi, ok ha, mọi người ok hết chưa? Rồi, nhắc lại giùm ha, nhắc lại một cái luôn, tim. Nhắc lại. Tim anh chị nhớ giùm em là nó có bốn buồng, nhĩ phải, nhĩ trái, thắt phải, thắt trái, được chưa? Rồi, nó có ba cái vách. Vách giữa, vách cái vách mà nó ngăn giữa nhĩ phải và thắt nhĩ phải và nhĩ trái thì nó là vách liên nhĩ. Được chưa? Vách ngăn giữa thắt phải và thắt trái thì nó là vách liên thất. Đơn giản vậy thôi, trùng một chữ nữa không, dễ học mà ha. Vách liên nhĩ, vách liên thất, rồi vách ngăn cản giữa nhĩ và thất thì mình có là vách nhĩ thất. Ba vách. Rồi, tiếp nữa thì mình có bốn cái van, van ba lá, van hai lá, van động mạch phổi và van động mạch chủ. Rồi một hồi em sẽ nói lại nữa ha. Thầy cho em hỏi là chỗ cái chữ chủ ở dưới van hai lá đó là van động mạch chủ hả thầy? Đúng rồi bạn, cái này ở dưới bị che chữ đúng không thầy? Đúng rồi, nó bị che chữ các bạn. Dạ, em cảm ơn thầy. Rồi anh chị nhớ giùm em. Rồi tiếp nữa thì ở cái vách liên nhĩ nè anh chị. Alo mọi người có ý kiến hả? Rồi tiếp nữa thì mình sẽ đi
cái giảng bình thường đi thôi thầy. Rồi mọi người, mọi người có ý kiến gì thì giúp giùm mình đây bạn ơi. Rồi ở cái Bách Liên Nhĩ á, ở cái Bách Liên Nhĩ á bạn, ở cái Bách Liên Nhĩ nó có một cái hố gọi là hố bầu dục anh chị, thì đây là một cái di tích cái lỗ bầu dục ha, đây là cái di tích của cái lỗ bầu dục á. À, cái lỗ bầu dục này là anh chị biết làm sao không, là ở cái thời kỳ bào thai á anh chị, thì cái lỗ bầu dục nè, cái hố bầu dục nè, bản chất của nó là cái lỗ bầu dục, à nó là một cái lỗ thì tức là nó có sự thông thương, được chưa, nó là một cái lỗ thì tức là nó có sự thông thương, à nó thông thương giữa nhĩ phải và nhĩ trái, và nó có ý nghĩa của nó. À thì sao, thì những cái đứa trẻ mà nằm trong bụng mẹ thì sao, nó không có thở được, nó không có tự thở được, cái phổi nó chưa hoạt động, được chưa, thì cái oxy đâu mà đứa trẻ nó xài hả, cái oxy đó đâu mà đứa trẻ xài, tại vì nó đâu có tự thở được đâu, bây giờ cái oxy đâu mà đứa trẻ nó tự xài, nó xài chỗ cuốn rốn đó thầy. À, là phải từ, là phải máu từ người mẹ phải không, mẹ người mẹ hô hấp rồi truyền cái máu đó cho qua cho người con, truyền cái lượng máu đó qua oxy đó cho người con phải không, rồi nó theo con đường tĩnh mạch rốn, nó theo con đường tĩnh mạch dưới, nó đổ vào nhĩ phải được à. Không có tí không, đây kể nó. À, mọi người tắt mic giùm em nha. Bạn lại tắt học bằng lẽ. Còn bằng hình nè. Mọi người tắt mic giùm em đi hả? Có tiếng này. Anh Trần Thị Lợi ơi, tắt mic đi Trần Thị Lợi ơi. Rồi. Và máu á, máu thì sẽ máu từ đâu ra, máu oxy ở đâu mà người mẹ đứa con nó xài, thì máu đó đó thì là lấy từ người mẹ ha, theo con đường tĩnh mạch rốn, nó sẽ theo con đường tĩnh mạch chủ dưới này nè, tĩnh mạch chủ dưới đổ vào tâm nhĩ phải, được chưa, tâm nhĩ phải của mình á sẽ có cái lỗ bầu dục, nó sẽ máu từ tâm nhĩ phải nó sẽ truyền qua bên nhĩ trái, nhĩ trái bơm máu xuống thắt trái bơm máu lên động mạch chủ đi khắp cơ thể của đứa trẻ đó, thì đứa trẻ đó nó có cái lượng oxy để mà nó sử dụng, được chưa, rồi sau khi sinh ra đó anh chị, sau khi sinh ra thì sao, cái phổi của đứa trẻ đó đó nó có thể hoạt động được, thì cái vai trò của cái lỗ bầu dục á thì nó không còn quan trọng nữa, thì nó sẽ đóng lại, khi cái lỗ bầu dục nó không còn quan trọng nữa thì nó sẽ đóng lại, và nó đóng lại nó để lại một cái di tích đó tên gọi của nó là hố bầu dục, được chưa, tên gọi của nó là hố bầu dục, và nó nằm ở cái tâm nhĩ phải, được chưa? Rồi có một số cái dị tật bẩm sinh đó anh chị, một số dị tật bẩm sinh thường gặp nhất là gì, là thông liên nhĩ, là cái lỗ bầu dục này nè, sau khi sinh ra đứa trẻ nó đóng cũng không kín đó anh chị, nó đóng cũng không kín nữa, nếu mà nó đóng kín thì nó trở thành hố bầu dục ha, rồi nếu mà đóng không kín thì nó sẽ bị một cái dị tật tim bẩm sinh, tên của nó là thông liên nhĩ ha, một cái dị tật tim bẩm sinh rất là thường gặp ha. Rồi rồi chờ xíu, đây ha, đây là Bách Liên Nhĩ nè, hố bầu dục nè, đây là Bách Liên Thất nè ha, Bách Liên Nhĩ, Bách Liên Thất nè, hố bầu dục nè, anh chị thấy chưa, hố bầu dục này khi mà lớn là khi mà đứa trẻ được sinh ra thì nó phải đóng kín lại chưa, nếu không thì nó sẽ tạo thành một cái gì tật tim bẩm sinh, tên của nó là thông liên nhĩ. Rồi chờ xíu đã, đây em... Sao cái thằng Trần Thị Lợi này gì kì vậy, là chém vô trình bày rồi gì vậy ta, nó thấy nhìn hết thấy thầy rồi thầy ơi, Trần Thị Lợi đi đem chia sẻ rồi màn hình rồi tắt đi, trời ơi trời ơi mất không tắt mà đi chia sẻ màn hình chắc họ bấm nhầm cái gì á. Cái gì trời, thầy cho cái học viên nó rời khỏi lớp với thầy ơi. À, ôi rồi anh chị thấy được cái màn hình của em chưa? Thầy chia sẻ lại thầy ơi. Rồi rồi, các bạn chờ em xíu nha. Rồi, lù bù dữ vậy ta. À, không biết anh chị thấy chưa? Rồi thầy ơi. Rồi thấy rồi thầy ơi. Rồi mình tiếp tục nha, mình tiếp tục. Rồi. Đây ha. Rồi đây là cái hố bầu dục, mình nhìn từ bên trái qua, mình nhìn từ cái bên nhĩ trái mình nhìn ngược qua ha, thì nó vẫn có một cái ha. Rồi.
Rồi đây là hình ảnh của các cái van, van tim của mình, van hai lá, van ba lá, được chưa? Rồi để kiếm một cái hình nào đây để giải thích cho. Rồi tiếp nữa mình sẽ học về cái này nè anh chị. Mình học ra mình ứng ra mình học mình sẽ hiểu được những cái van đó. Rồi đây là gì? Đây là một cái vòng tuần hoàn, được chưa? Đây là một cái vòng tuần hoàn của mình. Ha, đây là một cái vòng tuần hoàn của mình. Thì mình sẽ bắt đầu từ đâu? Mình sẽ bắt đầu từ đây đi. Mình sẽ bắt đầu từ đây. Thì sau khi mà những cái mô ngoại biên, những cái tế bào ở ngoại biên của mình, tức là những cái tế bào chân của mình nè, ở chân của mình nè, các tạng ở trong ổ bụng của mình, khi mà nó sử dụng xong cái máu á, thì cái máu đó trở nên nghèo oxy, nghèo chất dinh dưỡng, thì cái máu đó bắt buộc nó phải đi ngược về tim, được chưa? Và nó đi tương tự như vậy, ở phía trên đầu của mình, ở hai chân trên của mình cũng vậy. Các tế bào sau khi mà nó đã sử dụng xong cái máu, thì cái máu đó từ giàu oxy nó sẽ trở nên nghèo oxy, và cái máu đó bắt buộc nó phải trở về tim, và nó trở về tim theo con đường nào? À, ở phía trên thì nó sẽ trở về tim theo con đường gọi là con đường tĩnh mạch chủ trên. Ha, à, ở phía dưới thì nó sẽ trở về tim theo con đường gọi là con đường tĩnh mạch chủ dưới, được chưa? Tĩnh mạch chủ dưới và tĩnh mạch chủ trên nó sẽ cùng nhau đổ vào cái trái tim của mình tại vị trí nào? Tại vị trí gọi là tâm nhĩ phải, được chưa? Tại vị trí tâm nhĩ phải, chị nhớ không? Tim của mình có bốn buồng ha, nhĩ phải, nhĩ trái, thất phải, thất trái, thì cái tĩnh mạch chủ dưới và tĩnh mạch chủ trên của mình á, nó sẽ đổ vào trái tim của mình tại vị trí gọi là tâm nhĩ phải, nhĩ phải ha. Rồi nhĩ phải, máu máu nó về nhĩ phải rồi thì nó sẽ bơm xuống thất phải, được chưa? Thất phải nó sẽ bơm máu lên trên. Thầy giảng khó hiểu quá thầy ơi, thầy giảng từ từ thôi. Rồi à, mình bắt đầu từ đâu giờ ta? Rồi không biết à, mình sẽ bắt đầu từ đây ha, em sẽ nói chuyện từ từ lại. Máu của mình á anh chị, đầu tiên là máu nhiều oxy của mình, nó máu nhiều oxy nó sẽ đến những cái tế bào ở ngoại biên của mình, tức là những cái tế bào ở những cái chi dưới nè ha, ở những cái chi dưới, những cái tạng ở trong ổ bụng. Thì những cái tế bào ở đây anh chị nó sẽ sử dụng cái máu đó, được chưa, để làm gì? Để tạo năng lượng để những cái tế bào này nó mới có thể hoạt động được, được chưa? Thì sau khi mà những cái tế bào ở đây nó sử dụng cái máu của mình vào oxy, thì cái máu của mình nó sẽ trở nên nghèo oxy, sẽ trở nên ít oxy lại, thì nó phải trở về tim. À, thì nó phải trở về tim. Thì ở những cái tạng ở trong ổ bụng của mình hoặc là ở cái chi dưới của mình, thì cái máu này nó trở về tim theo con đường tĩnh mạch chủ dưới. Rồi tương tự như vậy, máu ở não của mình sau khi nó sử dụng xong, à, những cái chi trên của mình sau khi nó sử dụng xong thì nó cũng phải trở về tim của mình, trở về tim theo con đường tĩnh mạch chủ trên, được chưa? Tĩnh mạch chủ dưới, tĩnh mạch chủ trên nó sẽ đổ về tim tại vị trí tâm nhĩ phải, được chưa? Tâm nhĩ phải nó sẽ bóp cái máu đó xuống thắt phải, thắt phải sẽ bóp cái máu đó lên trên phổi ha, sẽ bóp cái máu đó lên trên phổi. Anh chị thấy nhìn theo con chuột em chỉ nè sẽ dễ hiểu hơn. À, sẽ bóp máu từ thắt phải lên trên phổi theo con đường động mạch phổi. Đây là cái động mạch phổi nè, sẽ bóp máu lên trên phổi theo con đường động mạch phổi, được chưa? Theo con đường động mạch phổi thì tại phổi này nó thực hiện động tác gì? Tại phổi này nó sẽ thực hiện quá trình gọi là quá trình trao đổi khí, được chưa? Quá trình trao đổi khí tức là sao? Tức là nó sẽ lấy oxy từ ngoài không khí, nó đi vào trong máu của mình và nó thải bớt cái lượng CO2, thải bớt cái lượng CO2 ra ngoài. Đó gọi là quá trình trao đổi khí. Thì cái phổi của mình thực hiện quá trình trao đổi khí thì cái máu của mình sao? Từ nghèo oxy nó sẽ trở nên giàu oxy, được chưa? À, máu nghèo oxy nó sẽ trở nên giàu oxy và nó sẽ trở về trái tim của mình tại vị trí là tâm nhĩ trái, được chưa? Máu của mình về tâm nhĩ trái xong nó sẽ bóp máu xuống thắt trái, thắt trái bơm máu lên trên động mạch chủ. À, và động mạch chủ của mình nó sẽ dẫn máu đi khắp tuần hoàn khắp mọi nơi trong cơ thể của mình, anh chị thấy chưa? Sẽ đi khắp nơi trong cơ thể của mình, nó sẽ bóp lên trên đầu, nó sẽ bóp máu cái lượng máu nó lên trên đầu, lên hai chi trên, bóp máu nó xuống ở dưới tuần hoàn ở dưới của mình, ở những cái chi của mình ha. Rồi thì lúc đó
cái máu của mình vào oxy thì những cái tế bào nó có thể sử dụng được cái máu đó để mà nó tạo tiếp năng lượng, và nó sẽ lặp đi lặp lại như vậy. Thì người ta cái vòng đó người ta gọi là vòng tuần hoàn, được chưa? Em không biết anh em nói gì, anh chị hiểu không ạ? Hiểu rồi. Dạ, hiểu thầy, dạ, hiểu thầy. Nhìn vô mấy cái số là hiểu rồi thầy. Rồi em nhắc lại một lần nữa ha, cho anh chị thấm nhuần ha. Rồi đầu tiên nè, thì những cái tế bào của mình nó muốn sống được, nó muốn hoạt động được thì sao? Thì nó phải có cái máu giàu oxy đến cung cấp cho nó, cung cấp cái lượng oxy, cung cấp cái lượng dinh dưỡng cho những cái tế bào này. Thì những cái tế bào này nó sử dụng để mà nó sống, nó mới tạo năng lượng được. Rồi sau khi mà những cái tế bào này nó sử dụng xong thì sao? Cái máu đó từ nghèo, từ giàu oxy nó sẽ trở nên nghèo oxy. Từ giàu oxy trở nên nghèo oxy thì nó phải trở về tim. Được chưa? Ở dưới thì trở về tim theo con đường tĩnh mạch ở dưới. Rồi, nó ngoài cho. Rồi. Nó sẽ trở về tim theo con đường tĩnh mạch chủ dưới. Tương tự như vậy, những cái lượng máu mà nó đến trên đầu của mình để những cái tế bào não của mình sử dụng, những cái tế bào ở chi trên của mình sử dụng, sau khi nó sử dụng xong thì nó cũng trở nên nghèo oxy. Thì sao? Thì nó phải trở về tim. Trở về tim theo con đường tĩnh mạch chủ trên. Ở trên sẽ trở về tim theo con đường tĩnh mạch chủ trên, ở phía dưới nó sẽ trở về tim theo con đường tĩnh mạch chủ dưới. Và hai thằng này nó sẽ cùng nhau đổ vào một cái vị trí của tim gọi là cái buồng tim gọi là tâm nhĩ phải. Thì máu về tâm nhĩ phải xong thì nó sẽ bơm máu xuống thắt phải, thắt phải nó sẽ bơm máu lên trên phổi theo con đường gọi là con đường động mạch phổi, được chưa? Thì tại phổi nó sẽ thực hiện quá trình gọi là quá trình trao đổi khí. Từ đây máu nghèo oxy của mình nó sẽ trở nên giàu oxy. Sau khi máu của mình đã trở nên giàu oxy, nó sẽ trở về tim theo con đường theo con đường tĩnh mạch phổi, nó đổ vào tâm nhĩ trái. Tâm nhĩ trái xong nó bơm máu xuống thắt trái, thắt trái bơm máu lên trên động mạch chủ và đi khắp tuần hoàn khắp cơ thể để mà cung cấp cái máu giàu oxy đó cho các mô ngoại biên. Ha, ok ha. Rồi anh chị hiểu được cái hệ tuần hoàn của mình chưa? Rồi thầy ơi. Dạ hiểu rồi ạ. Cái hệ tuần hoàn của mình là như vậy đó anh chị. Nói cho dài dòng thì phức tạp hơn nhiều, nhưng mà nói cho đơn giản thì nó chỉ có như vậy thôi. Thì anh chị học cái hệ tuần hoàn xong là anh chị biết được là buồng tim nào và van tim nào hết trơn à. Ha. Rồi sau khi mà mình biết được cái hệ tuần hoàn của mình rồi thì anh chị cần biết một cái tim của mình á, là nó có một cái hệ thống gọi là hệ thống dẫn truyền, được chưa? Tim mình nó có một cái hệ thống gọi là cái hệ thống dẫn truyền. Thì tim của hệ thống dẫn truyền của mình á thì nó sẽ bao gồm là nút song nhĩ nè, nút màu cam nè anh chị, nút nhĩ thất nè, là nó màu xanh nè. Rồi tiếp theo nữa là bó hít nè, được chưa? Bó hít nè và mạng lưới bút kim sơn. Ơi anh chị nào hoài ta ơi, khổ quá, cứ gì hoài. Rồi và mạng lưới Purkinje, được chưa? Bốn thành phần hệ thống dẫn truyền của tim bao gồm bốn thành phần. Đầu tiên là nút son nhĩ, thứ hai là nút nhĩ thấp, thứ ba là bó hít, thứ tư là mạng lưới Purkinje. Thì khi anh chị học bất kỳ cái gì anh chị không phải biết nó làm cái gì, cái này nó làm cái gì với trái tim mình. Thì trái tim của mình á, nó muốn đập một, thì tim của mình á, nó có rất là nhiều tế bào, đúng chưa? Rồi để mà cho tất cả các tế bào nó hoạt động cùng một lúc, nó cùng nhau nó co bóp một lúc, cùng nhau co bóp một lúc, thì nó phải có hệ thống dẫn truyền này để chi? Để mà nó dẫn truyền tín hiệu từ tế bào này sang tế bào khác một cách nhanh chóng, được chưa? Truyền tế bào này từ tế bào này sang tế bào khác một cách nhanh chóng, đó là cái nhiệm vụ của hệ thống dẫn truyền. Và cái hệ thống dẫn truyền của mình nó sẽ bao gồm bốn thành phần. Đầu tiên là nút son nhĩ, thứ hai là nút nhĩ thấp, thứ ba là bó hít, thứ tư là mạng lưới Purkinje. Thì những thằng này nó sẽ dẫn truyền tín hiệu từ tế bào này sang tế bào khác một cách nhanh chóng. Nó sẽ giúp cho tế bào cơ tim của mình, các tế bào cơ tim của mình nó có thể thực hiện cùng một lúc động tác co bóp. Đó là nhiệm vụ của hệ thống dẫn truyền. Rồi đầu tiên là anh chị học về cái nút son nhĩ. Học về cái nút son nhĩ. Cái nhiệm vụ của nó là gì? Là nó thằng này là nó phát xung
nhanh nhất, được chưa? Thằng này nó phát xung một cách nhanh nhất thì thằng này nó sẽ là chủ nhiệm của team mình. Nó tại vì sao? Tại vì cái lúc này nó phát xung là 60 đến 100 lần chỉnh phút, được chưa? Là nó nhanh nhất ở trong cái hệ thống cái team của mình. À, thì cái team của mình anh chị nó hoạt động theo cách nào thì thằng nào nó phát nhiệt nhanh nhất thì thằng đó là chủ nhiệm, được chưa? Vì cái nút son của mình nó có phát xung tần số từ 60 đến 100 lần trên phút là nhanh nhất ở trong trái tim của mình. Vì vậy thằng này nó sẽ là chủ nhiệm của trái tim của mình, thì trái tim của mình nó sẽ hoạt động theo cái tín hiệu của thằng này. Thằng này kêu cái gì thì trái tim nó làm cái đó, được chưa? Thì nó phát xung từ 60 đến 100 lần trên phút thì cái trái tim của mình nó cũng co bóp từ 60 đến 100 lần trên phút. Ha, à, thì bởi vậy anh chị khi mà nghe tim đó anh chị thì cái tần số tim của một người bình thường của mình là bao nhiêu ạ? À? Tần số tim bình thường của một người bình thường mình là bao nhiêu? Là 60 đến 100 lần trên phút ha. 60 đến 100 lần trên phút là tại vì là nó hoạt động theo cái nút son nhĩ này nè. À, tại vì nút son nhĩ này nó sẽ có khả năng tự phát xung, nó phát xung từ 60 đến 100 lần trên phút là nhanh nhất ở trong toàn bộ trái tim của mình. Vì vậy nguyên trái tim của mình nó sẽ nghe lời thằng này và nó bóp co bóp theo cái tần số là 60 đến 100 lần trên phút. Thì những cái thằng khác á, thì nó cũng có khả năng tự phát xung luôn, cũng có khả năng tự phát xung luôn. Ví dụ ở cái nút son nhĩ á, nó khả năng tự phát xung của nó là từ 50 đến 60 lần trên phút. Cái bó hiss của mình á, có khả năng tự phát xung luôn, tần số của nó là từ 30 đến 40 lần trên phút. Như anh chị so sánh những cái này nè, anh chị so sánh những cái này thì anh chị thấy rằng là cái nút son của mình á, cái phát xung của mình á, là nhanh nhất từ 60 đến 100 lần trên phút. Thì cái trái tim của mình nó sẽ hoạt động theo cách nào? Là thằng nào phát xung nhanh nhất thì thằng đó sẽ là chủ nhiệm, à, và những thằng khác phải nghe lời theo thằng đó. Thì vì cái nút son nó phát xung từ 60 đến 100 lần trên phút, vì vậy toàn bộ trái tim sẽ phải nghe lời theo thằng này và nó đặt theo tần số là 60 đến 100 lần trên phút. Thì như vậy ha. Đây, đây là một cái hình tương tự thôi ha. À, đây là nút son nè, đây là nút dĩ thắt nè, đây là bó hiss nè và mạng lưới booking chain. Và tín hiệu của mình nó sẽ truyền từ nút son ở tim người bình thường nha, nó sẽ truyền từ nút son truyền đến các những cái dây này, truyền theo những cái dây này đi khắp những cái tế bào cơ tim của mình. Thì nó giúp cho những cái tế bào cơ tim của mình nó hoạt động cùng một lúc, nó co bóp cùng một lúc, được chưa? 60 đến 100 lần trên phút. Nha. Rồi. Tiếp nữa là trái tim của mình á, nó đập nhanh hay chậm á, thì nó cũng phụ thuộc vào cái hệ thần kinh gọi là hệ thần kinh thực vật. Hệ thần kinh thực vật của mình nó bao gồm hai hệ gọi là hệ giao cảm và hệ phó giao cảm, được chưa? Hệ giao cảm á, nói phức tạp thì nói cho đơn giản như này nè, anh chị cứ hiểu á, là hệ giao cảm á, là nó đại diện cho cái sự chiến đấu, được chưa? Nó đại diện cho cái sự chiến đấu, nó đại diện cho cái sự chiến đấu. À là sao? Tức là khi mà anh chị kích động, phấn khích, cần chiến đấu thì sao? Trái tim của mình nó phải đập nhanh lên, đập nhanh lên khi mà mình chiến đấu, mà mình phải khi mà chiến đấu với quân thù thì sao? Mình phải trái tim của mình nó phải đập nhanh lên để chi? Để mà nó tăng cường cái quá trình cung cấp oxy cho các tế bào ở cơ tay, ở cơ chân của mình để cho hoạt động mình tốt hơn ha. Thì sao? Khi mà cái hệ giao cảm này nó hoạt động mạnh thì là trái tim của mình nó sẽ đập nhanh lên. Ngược lại, phó giao cảm nó đại diện cho gì? Đại diện cho sự là ăn ngủ nghỉ, được chưa? Khi mà anh chị ngủ, anh chị nghỉ thì sao? Hệ phó giao cảm này nó hoạt động mạnh hơn. Thì sao? Thì là khi mà mình ngủ mà mình đâu có cần làm cái gì đâu, thì tim mình đập nhanh làm cái gì, đúng chưa? Tim của mình đập nhanh làm cái gì? Thì khi mà hệ phó giao cảm này nó hoạt động mạnh á, thì sao? Thì là tim của mình nó sẽ đập chậm lại, nó sẽ đập yếu lại, được chưa? À, không biết anh chị hiểu được cái vấn đề này không ạ? Dạ hiểu thầy ơi. À, dạ, dạ, để em cố gắng em nói chậm lại đi, để hỏi em nhắc lại cho ha, anh chị yên tâm, để hỏi em nhắc lại cho, em sẽ nhắc đi nhắc lại nhiều lần, tại vì em nói hơi nhanh cái em quen rồi vậy. Rồi tiếp nữa là nhớ giùm em cái hệ thống động mạch của mình, chỉ cần nhớ hiện tại anh chị chỉ cần nhớ giùm em cái động mạch đó anh chị, mà nó để nó nuôi trái tim của mình á, thì nó tên gọi của nó là động mạch vành. Động mạch vành thì nó có hai cái nhánh chính là động mạch vành phải và động mạch vành trái, được chưa? Động mạch vành phải đây nè, động mạch vành phải đây nè, rồi động mạch vành trái đây ha, có hai nhánh này. Không biết anh chị biết cái bệnh gọi là cái bệnh nhồi máu cơ tim không ta? Biết cái bệnh nhồi máu cơ tim không? Có nghe chưa? À,
Tới chính là nghe nhiều là này ha. À, cái bệnh nhồi máu cơ tim này nè là cái bệnh nó liên quan tới cái động mạch vành này là anh chị. À thì làm sao? Là ở những cái người mà người ta hút thuốc lá á, ở những cái người mà người ta hút thuốc lá nhiều nè, người ta bị mỡ trong máu nhiều nè, người ta bị tăng huyết áp nè, đái tháo đường nè, thì lâu ngày như vậy á thì cái mạch máu của mình nó sẽ bị xảy ra một cái hiện tượng gọi là hiện tượng xơ vữa động mạch, được chưa? Bị một cái động mạch xơ vữa động mạch sẽ xảy ra một cái hiện tượng gọi là hiện tượng xơ vữa động mạch. Thì sao? Khi mà cái mảng xơ vữa đó nó vỡ ra thì là cái mạch máu của mình nó sẽ bị tắc nghẽn, nó sẽ bị tắc nghẽn. Thì anh chị thấy, thì anh chị cũng biết là cái mạch vành này á, là nó để nó nuôi cái vùng cơ tim, được chưa? Nhưng mà ví dụ như là cái nhánh này nè, ví dụ như cái nhánh này nó nuôi cái vùng cơ tim chỗ này, nhưng mà nó tắc ở trên này thì cái hạ nguồn của nó đâu có máu để nuôi đâu anh chị, đúng không? Cái hạ nguồn của nó đâu có máu tới nuôi đâu, hạ nguồn của nó đâu có máu tới nuôi đâu. Thì sao? Thì giống như là khi mà mình trồng lúa đó, khi mà mình trồng lúa cái nước mà nó không tới cái đồng lúa của mình thì sao? Lúa của mình nó sẽ chết hết. Tương tự như vậy, à, khi mà mạch máu của mình nó bị tắc ở trên này thì cái máu nó không tới được chỗ này, thì những cái mạch máu mà nó, thì những cái tế bào mà được cái mạch máu đó nó nuôi thì sao? Thì nó cũng chết hết, được chưa? À, khi mà những cái tế bào này nó chết đi, nó bị hoại tử đi thì nó sẽ xảy ra hiện tượng là hiện tượng đau ngực. À, đau ngực gọi là, rồi cái bệnh đó gọi là cái bệnh nhồi máu cơ tim, thiệt ha. À, và cái bệnh đó thì người ta trị bằng cách nào? Là người ta phải tái thông cái mạch này, người ta phải tái thông cái mạch này bằng một cách nào đó, người ta tái thông cái mạch này làm cho cái mạch máu này nó thông thương thì máu nó mới cung cấp được, đến cung cấp được cái vùng vùng tế bào ở dưới hạ nguồn này ha. Thì người ta cung cấp được cái máu ở dưới hạ nguồn này, được chưa? Thì đó gọi là cái bệnh nhồi máu cơ tim. Em mở rộng thêm cho anh chị ha. Thì nhớ là cái bệnh nhồi máu cơ tim khi mà xảy ra hiện tượng mà đau ngực đó, thì mình nghi ngờ nhồi máu cơ tim đó, thì mình phải đem bệnh nhân đến cái bệnh viện, đến bệnh viện càng sớm càng tốt, càng sớm càng tốt. Thời gian nó chính là cơ tim nha anh chị, thời gian nó chính là cơ tim. Tại vì sao? Tại vì ví dụ như là mình bị tắc cái mạch máu trong này thì cái dưới này nó bị thiếu máu, à, trong một thời gian ngắn thì sao, những cái tế bào này tất nhiên thì nó cũng bị tổn thương thôi, nhưng mà nó kiểu nó chỉ mới cỡ ngáp ngáp đó. Khi mà được cung cấp lại á, thì nó vẫn còn hồi phục được, à, vẫn còn hồi phục được. Nhưng mà bây giờ nếu mà mình đem đến bệnh viện chậm quá thì sao? Chậm quá thì sao? Thì là nó bị tắc chỗ này, những cái tế bào ở chỗ này nó thiếu máu một cách lâu dài thì sao? Nó chết, nó hoại tử hết rồi. À, bởi vì đem tới bệnh viện chậm thì chỉ có là đâu còn cứu chữa gì được nữa, anh chị hiểu không? Đâu còn cứu chữa gì được nữa. Vì vậy người ta mới nói cái câu gọi là thời gian là cơ tim là gì đó anh chị. Khi mà bị nhồi máu cơ tim thì phải đem đến bệnh viện nhanh nhất có thể để mà người ta thực hiện động tác tái thông cái động mạch này ha. Thời gian bao lâu thì nó bị chết cơ tim đó thầy? À, thời gian bao lâu thì nó chết tế bào cơ tim thì sao, người ta thấy rằng là chết sau khoảng 2 tiếng. À, cái thời gian tốt nhất để mà người ta tái thông cái động mạch vành đó là khoảng sau trước 2 tiếng đồng hồ ha. Nếu sau 2 tiếng thì những cái tế bào nó bắt đầu chết từ từ rồi đó anh chị ha. Nó bắt đầu chết từ từ. Như thế nào thì là nhồi máu cơ tim thầy? Biểu hiện như thế nào là nghi là nhồi máu cơ tim? À, biểu hiện như thế nào? À, là cái vùng tim này thì nó nằm ở đâu? Nằm ở đâu trong cái cơ thể mình? Nó nằm ở cái vùng ngực của mình, nằm ở phía sau xương ức, thì cái biểu hiện của nó là sao? Đau ngực vùng sau xương ức, được chưa? Lan lên cổ, lan sang hai tay, lan sang cái tay bên tay trái ha. Đó là cái đau ngực rất là dữ dội nghe chị, đau ngực rất là dữ dội. Thì đó là cái biểu hiện cơ bản nhất của nhồi máu cơ tim. À, nhưng mà nói đau ngực như vậy là biểu hiện của nhồi máu cơ tim, tức là không có ý nghĩa là bệnh nhân không đau ngực thì không phải là nhồi máu cơ tim nha. Có một số bệnh nhân á thì sao, thì người ta già quá nè, những cái người phụ nữ mà bị mắc đái tháo đường nè, hoặc là sau phẫu thuật á, thì cái ngưỡng đau của người ta sẽ tăng lên. À, thì những cái bệnh nhân này bị nhồi máu cơ tim nhưng mà có thể là sẽ không có biểu hiện là đau ngực. À, người ta có thể là biểu hiện khó thở hoặc là người ta bị tụt huyết áp gì đó thì cũng có thể là nhồi máu cơ tim. Nhưng mà mình đơn giản hơn, ở cái mức đơn giản nhất thì hầu hết các trường hợp bị nhồi máu cơ tim thì nó đều biểu hiện là đau ngực ha. Rồi anh chị cũng phải nhớ cái hệ thống tĩnh mạch của mình ha. Sau khi những tế bào cơ tim sử dụng xong cái máu đó thì sao? Thì cái máu đó nó phải trở về nhĩ phải theo một con đường nào đó, thì sẽ trở về nhĩ phải theo con đường là tĩnh mạch ha. Hầu hết các tĩnh mạch của trái tim của mình nó đều đổ vào cái xoang tĩnh mạch vành, và xoang tĩnh mạch vành của mình nó sẽ đổ vào cái tâm nhĩ phải, được chưa?
Rồi, đây là hệ tuần hoàn của Dạ. mình. Dạ thưa ơi, thầy cho em hỏi ạ. À, là bạn cứ hỏi ạ. Dạ. Dạ cái động mạch vành nó là để nuôi tim, vậy thì cái động mạch này mình sẽ đến từ đâu ạ? Em thấy trong cái đề cương ôn tập đó nó có cái nguồn gốc của nó đến từ đâu đó thầy? Rồi, cái động mạch vành nó đến từ đâu ha? Chút xíu nữa nói mà thôi nói luôn ha. Thì chị thấy nè chị. À, hồi nãy mình học tới cái thắt trái rồi, chị biết phải không? Thắt trái rồi đó. Biết chưa? Dạ vâng, dạ À, dạ thắt trái nó bơm máu lên ra ngoài ngoại biên theo con đường gọi là con đường gì? Động mạch chủ. Đúng chưa? Thì chị thấy đây là cái động mạch chủ này chị. Chị thấy không? Rồi, thấy hai cái nhánh của động thấy hai cái nhánh của cái động mạch vành không? Thấy hai cái nhánh của động mạch vành không? Vậy là cái động mạch vành mình xuất phát từ đâu? Động mạch rồi. chủ. Động mạch chủ. Ờ đúng rồi, động mạch chủ ha, xuất phát từ động mạch chủ. Thì sau khi mà từ thắt phải nó ra động mạch chủ á chị, sau khi mà nó đi qua cái van động mạch chủ một chút xíu thôi là nó sẽ có hai cái nhánh động mạch vành nó đi ra từ cái động mạch chủ, nó đi ngược về trái tim của mình để mà nó nuôi các tế bào của trái tim ha. Chị hiểu chưa? Dạ rồi, em cảm ơn Rồi, thầy. ok. Rồi, tiếp theo là các tính chất sinh lý của trái tim của mình. Trái tim của mình nó sẽ có bốn tính chất. Đầu tiên là tính hưng phấn, thứ hai là tính trơn có chu kỳ, thứ ba là tính tự động, thứ tư là tính dẫn truyền. Được chưa? Thì em sẽ giải thích từng tính chất này nó là cái gì. Đầu tiên nè là tính hưng phấn nha. Đầu tiên là tính hưng phấn thì nó sẽ thực hiện theo cái định luật gọi là định luật tất cả hoặc không. À, như các bạn nhớ hồi nãy á, mình có học một cái hệ thống gọi là hệ thống dẫn truyền của trái tim đó, nó bao gồm bốn phần. À, là gì? Nút son nhĩ nè, nút nhĩ thất nè, bó hít nè, và mạng lưới Purkinje, nhớ chưa? Thì cái hệ thống dẫn truyền này á, nó giúp truyền tín hiệu từ tế bào này sang tế bào khác một cách nhanh chóng. Vì vậy trái tim của mình nó sẽ thực hiện được theo cái định luật gọi là tất cả hoặc không, tức là sao, là khi mà nó đạt được ngưỡng co bóp rồi đó thì tất cả các tế bào cơ tim của mình nó sẽ cùng nhau co bóp cùng một lúc, được chưa, cùng nhau co bóp cùng một lúc, thì cái định luật đó gọi là định luật tất cả hoặc không, được chưa, hoặc cái tính đó gọi được gọi là cái tính hưng phấn. À, hiểu đơn giản là tính hưng phấn là gì? Tính hưng phấn là tất cả các tế bào cơ tim của mình co bóp cùng một lúc, được chưa, dễ hiểu không? Tiếp nữa là sao, tính thứ hai là tính chơi có chu kỳ. À, tính chơi có chu kỳ thì trái tim của mình sao, nó bóp vô nhả ra, bóp vô nhả ra, bóp vô nhả ra, được chưa, thì trái tim thấy cái gì mà bóp vô nhả ra, bóp vô nhả ra như vậy đó thì là sao, nó lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại thì mình gọi nó là chu kỳ, được chưa. Rồi khi trái tim của mình nó bóp vào thì khi mà có một cái thích đến trái tim của mình thì trái tim của mình nó không có đáp ứng cái thích đó, thì cái việc không đáp ứng kích thích đó người ta gọi nó là tính chơi. À, mà tính chơi, mà trái tim của mình hoạt động theo chu kỳ bóp vô nhả ra, bóp vô nhả ra thì nó gọi là tính chơi có chu kỳ, được chưa, tính chơi có chu kỳ. Tiếp nữa là tính tự động. À, là một vài cái tế bào cơ tim của mình nó có khả năng tự phát xung, nó có khả năng tự phát xung, nó tự phát tín hiệu lên, nó bảo các tế bào cơ tim khác hoạt động. Thì những cái tế bào nó có khả năng tự phát xung đó anh chị, thì nó thường là nút son nè, nút nhĩ thất nè, và bó hít nè. Như đã nói hồi nãy, nút son của mình là quan trọng nhất. À, nút son của mình là quan trọng nhất, thì cái chất nút son của mình nó có khả năng tự phát xung nhịp, nó phát xung từ 60 đến 100 lần trên phút, là nhanh nhất trong toàn bộ trái tim của mình. Vì vậy các tế bào cơ tim khác nó phải nghe lời theo cái nút son này, nó cùng đập nhau, nó cùng co bóp với tần số là 60 đến 100 lần trên phút. Thì cái tính tự phát xung này thì người ta gọi nó là tính tự động, được chưa, tính tự động. Rồi tim của mình nó có hệ thống dẫn truyền, nó giúp dẫn truyền tín hiệu một cách nhanh chóng thì sao, thì tính đó gọi là tính dẫn truyền. Vì vậy tim của mình nó có tính chất gì? À, tim của mình nó sẽ có bốn tính chất: tính hưng phấn. À, tính hưng phấn là tất cả các tế bào cơ tim co bóp cùng lúc. Tính chơi có chu kỳ là tim của mình hoạt động theo chính tính chu kỳ, và khi mà tim mình đang co tối đa đó thì nó sẽ không nghe lời bất kỳ tín hiệu nào cả, được chưa. Tính tự động là tim của mình sẽ có một vài tế bào nó có khả năng tự phát xung thì mình gọi nó là tính tự động. Tiếp nữa là tính dẫn truyền. À, là tim của mình nó có một cái hệ thống dẫn truyền, nó giúp dẫn truyền tín hiệu từ tế bào này sang tế bào khác một cách nhanh chóng thì đó là tính dẫn truyền, được chưa. Rồi
Tiếp theo nữa ha, cái phần này đó là em sợ nói nó quá phức tạp, em sợ nói một hai lần thì nó sẽ nói sẽ không hiểu, nói sẽ không hiểu. Cho nên anh chị cứ bình tĩnh, anh chị khi mà nghe em nói lần đầu á, anh chị không hiểu á, thì cứ bình tĩnh, em sẽ nói đi nói lại, nó đi nó lại, nói tới khi nào anh chị hiểu thì thôi ha. Cái phần này tại vì nó rất là quan trọng trong trái tim của mình, thì nó được gọi là chu chuyển tim. Khi mà học cái bài tim, khi mà học cái bài giải phẫu về sinh lý tim mà không biết cái chỗ này thì thôi, không, tức là không học được cái gì cả. Phần này là phần quan trọng nhất rồi, tuy là nó khó hiểu nhưng mà nó là quan trọng nhất, cho nên em sẽ cố gắng em nói dài lần để mà cho anh chị hiểu ha. Thì thật ra là em có kinh nghiệm dạy cái này là hồi xưa em học cái này, em học một lần đầu hai lần đầu cũng không hiểu đâu, phải học đi học lại vài lần thì mình mới nắm được cái móng chốt của nó ha. Thì thôi bắt đầu học nha. Thì đây là cái gì, đây là phần quan trọng nè, nhất của tim nè, là cái gì, là chu chuyển tim, là gì, là khoảng thời gian từ cuối chu kỳ co thắt này đến cuối chu kỳ co thắt kế tiếp. À, cũng chả hiểu luôn. Thì bây giờ tiếp tục thì nó bao gồm hai giai đoạn, giai đoạn tâm nhị thu và tâm thất thu. Thứ hai là giai đoạn tâm trương, là nó bao gồm hai giai đoạn nhỏ là giai đoạn giãn động thể tích và giai đoạn tim hút máu về. Rồi mình sẽ đi qua từng giai đoạn nha. Đầu tiên là gì, là giai đoạn trước khi mà đi vào giai đoạn thì anh chị cần nắm được cái hình này nè. Thì về tim của mình đó anh chị, nó có bốn buồng được chưa? Bên phải nó sẽ có hai buồng nhĩ phải, nhĩ thất phải, bên trái nó sẽ có hai buồng nhĩ trái và thất trái. À, vì vậy á, nhĩ trái và thất trái. Ok. Rồi, nhĩ trái và thất trái, cho nên á, cái hình này á, người ta vẽ một cách đơn giản, người ta vẽ một cách đơn giản là người ta chỉ ngồi bao gồm hai cái buồng thôi, là nhĩ trái và thất trái. Rồi, nhĩ trái và thất trái là đây là cái động mạch chủ, nó bơm máu sẽ ra ngoài ngoại biên nè. À, đây là nhĩ trái nè. Đây là thất trái nè. Đây là nó sẽ bơm máu ra ngoài ngoại biên nè. Đây là cái động mạch chủ, nó sẽ bơm máu ra ngoài ngoại biên. Thì anh chị người ta vẽ cái hình này để đơn giản để mình học. Anh chị cũng hiểu là tương tự như vậy. Cái tim bên phải của mình cũng tương tự như vậy thôi ha. Cái hình này người ta vẽ đơn giản để mình học. Nó bao gồm nhĩ trái ở đây, thất trái ở đây và động mạch chủ ở đây. Rồi, mình sẽ đi đầu cái chu kỳ đầu tiên là gì? Giai đoạn đầu tiên đó chính là thu nhĩ ha. Giai đoạn đầu tiên là thu nhĩ. Thì cái tâm nhĩ của mình nó sẽ co lại ha, để mà nó tạo sự khác biệt về mặt áp suất giữa nhĩ và thất. Lúc này á, cái van nhĩ thất của mình nó sẽ mở ra. Khi mà áp lực ở trên nhĩ, khi mà cái áp lực á, ở trên nhĩ lớn hơn ở dưới thất, thì lúc này cái van nhĩ thất của mình, cái van nhĩ thất hồi nãy mình mới học rồi đó, tức là cái van này gọi là van hai lá đó, van hai lá của mình nó sẽ mở ra. À, và máu của mình nó sẽ đi từ trên tâm nhĩ đi xuống tâm thất. Được chưa? Đầu tiên là giai đoạn thu nhĩ. Là sao? Là tâm nhĩ của mình nó sẽ co bóp lại để tạo cái áp suất lớn lên. À, áp suất của mình, áp suất từ tâm nhĩ nó lớn hơn cái tâm thất, thì cái van nhĩ thất của mình nó sẽ mở ra và máu của mình nó sẽ được bóp từ ở trên tâm nhĩ đi xuống tâm thất. Chỉ như vậy thôi thì nó gọi là giai đoạn thu nhĩ. Được chưa? Tiếp theo là gì? Là giai đoạn thu thất. Được chưa? Tiếp theo là giai đoạn thu thất thì nó sẽ bao gồm hai giai đoạn nhỏ là thời kỳ căng tâm thất và thời kỳ bơm máu ra ngoài. Thời kỳ căng tâm thất và thời kỳ bơm máu ra ngoài. Đây, qua hình ở đây là thời kỳ căng tâm thất. Khi mà máu từ trên tâm nhĩ bơm xuống tâm thất thì sao? Thì máu ở trên tâm nhĩ này nó sẽ hết, đúng chưa? Máu ở trong tâm thất này nó sẽ nhiều lên. Máu ở trên tâm thất của mình nó sẽ nhiều lên. Lúc này cái áp suất ở trong tâm thất nó sẽ lớn hơn ở trên tâm nhĩ. Áp suất ở trên tâm thất nó sẽ lớn hơn ở trên tâm nhĩ, thì cái van nhĩ thất này nó sẽ đóng lại. Lúc này cái tâm thất của mình nó sẽ là một cái buồng kính. Tại lúc này nó sẽ thực hiện cái quá trình gọi là quá trình thời kỳ, gọi là thời kỳ căng tâm thất. Lúc này cái tâm, những cái cơ ở cái vùng tâm thất của mình đó anh chị, nó sẽ gồng lên, nó sẽ gồng lên. Nó gồng lên nó làm cái gì? Nó gồng lên để mà nó tăng cái áp lực ở trong cái buồng tâm thất này lên. Nó gồng lên để tăng cái áp lực từ trong cái buồng tâm thất này lên. Để làm cái gì? Khi mà áp lực ở trong cái buồng tâm thất mình nó tăng lên, tăng lên, tăng lên, tăng lên, tăng lên, đến một lúc nào đó cái áp lực ở trong cái tâm thất của mình nó sẽ lớn hơn ở ngoài cái động mạch chủ. Áp lực ở trong tâm thất lớn hơn ở trong cái động mạch chủ thì sao? Thì cái van động mạch chủ nó sẽ mở ra. Anh chị thấy nó mở ra không? Anh chị thấy nó mở ra ha. Anh chị thấy nó mở ra nè. Thì sao? Khi mà nó mở, cái van nó mở ra thì sao? Thì máu của mình ở trong tâm thất nó sẽ bơm ra ngoài động mạch chủ. Được chưa? Thì cái quá trình mà
máu từ trong tâm thất bơm ra ngoài động mạch chủ thì nó gọi là thời kỳ bơm máu ra ngoài. Thời kỳ bơm máu ra ngoài. Và cái thời kỳ bơm máu ra ngoài á, thì nó sẽ chia ra làm hai giai đoạn nhỏ hơn, là thời giai đoạn tim bơm máu nhanh và giai đoạn tim bơm máu chậm. Thì nó khác biệt cơ bản sao? Thì là nó giai đoạn tim bơm máu nhanh anh chị, nó chỉ chiếm 1/3 thời gian thôi. Nhưng mà nó bơm đến 70% thể tích máu ở trong cái buồng tâm thất. Được chưa? Tiếp theo là giai đoạn tim bơm máu dậy, tim bơm máu chậm, nó xảy ra sau cái giai đoạn tim bơm máu nhanh, nó chiếm tới 2/3 thời gian là, nhưng mà nó chỉ bơm được 30% lượng máu ở trong tâm thất ra ngoài cái động mạch chủ thôi. Được chưa? Tóm lại, ở thời kỳ tâm thu thì nó bao gồm hai giai đoạn thu nhĩ và giai đoạn thu thất. Giai đoạn thu nhĩ là gì? Là tâm nhĩ của mình nó sẽ co bóp. Được chưa? Tâm nhĩ của mình nó sẽ co bóp để làm gì? Để tăng áp lực, để áp lực ở trên tâm nhĩ nó cao hơn ở dưới tâm thất. Thì khi mà áp lực ở trên tâm nhĩ nó cao hơn ở dưới tâm thất thì sao? Thì cái van nhĩ thất của mình nó sẽ mở ra và máu của mình từ tâm nhĩ nó sẽ đi xuống tâm thất. Khi mà máu đã đi xuống tâm nhĩ, từ tâm nhĩ nó đã đi xuống tâm thất thì sao? Thì cái lượng máu ở trong tâm thất của mình nó sẽ tăng lên, lượng máu ở dưới tâm ở chỗ tâm nhĩ của mình nó sẽ giảm xuống. Thì lúc này cái áp lực ở trong tâm thất của mình nó sẽ trở nên lớn hơn ở trên tâm nhĩ, thì cái van nhĩ thất nó sẽ bắt đầu đóng lại. Khi mà cái van nhĩ thất bắt đầu đóng lại thì lúc này trái tim ở tâm thất của mình nó sẽ thực hiện một quá trình gọi là quá trình căng tâm thất, hay nói cho dễ hiểu là những cái cơ ở cái vùng tâm thất của mình nó sẽ thực hiện động tác gọi là gồng lên để làm gì? Để mà cái áp lực ở trong tâm thất của mình nó tăng lên nữa, tăng cao lên nữa, tăng cao đến một mức nào đó thì là sao? Tăng cao đến cái mức mà nó vượt qua cái áp lực ở ngoài động mạch chủ thì máu của mình, thì cái van động mạch chủ này nó sẽ mở ra và máu của mình nó sẽ từ tâm thất nó bơm ra ngoài động mạch chủ. Thì cái quá trình mà bơm máu từ trong tâm thất ra ngoài động mạch chủ thì mình gọi nó là giai đoạn tim bơm máu ra ngoài, được chưa? Dạ em nói gì không biết anh chị hiểu không anh chị? Dạ hiểu. Dạ hiểu rồi. Dạ hiểu rồi thầy. Dạ em có cố gắng lắm nhưng mà em cố gắng lắm nhưng mà em sợ anh chị không hiểu thì có gì xíu nữa em nói lại nữa nha. Tạm thời như vậy trước nha. Mình còn một giai đoạn nữa cũng ngắn thôi. Thì một hồi em sẽ nói lại hai ba lần nữa nói tới khi nào anh chị hiểu thì thôi luôn. Ha, anh chị tạm thời như vậy trước nha. Rồi, tiếp theo nữa là giai đoạn thời kỳ tâm chương. Hồi nãy mình là thời kỳ tâm thu rồi, bây giờ là thời kỳ tâm chương. À, thời kỳ tâm thu thì nó nôm na là sao? Nôm na là nó làm sao để mà nó bơm máu ra ngoài, nó bơm máu từ cái trái tim của mình, nó bơm máu ra ngoài động mạch chủ. Thì thời kỳ tâm chương của mình á là nó sẽ hút máu ngược về trái tim của mình. À, hiểu nôm na là nó sẽ hút máu ngược về trái tim của mình. Thì nó sẽ bao gồm hai giai đoạn gọi là giai đoạn giãn đồng thể tích và thứ hai là giai đoạn tim hút máu về. Rồi, cụ thể là sao? Thì khi mình hồi nãy ở cuối thời kỳ tâm thu, tức là giai đoạn tim bơm máu ra ngoài, thì máu từ tâm thất của mình bơm ra ngoài động mạch chủ, thì máu ở trong tâm thất của mình sao sẽ giảm xuống, máu trong tâm thất của mình nó giảm xuống thì cái áp lực nó cũng giảm xuống. Khi thể tích giảm xuống thì áp lực nó giảm xuống, máu trong tâm thất của mình nó giảm xuống thì áp lực ở trong tâm thất của mình nó giảm xuống. Khi mà áp lực trong tâm thất của mình nó giảm xuống, nó nhỏ hơn áp lực ở ngoài động mạch chủ thì sao? Thì cái van động mạch chủ của mình nó sẽ đóng lại. Van động mạch chủ của mình nó đóng lại thì tim của mình bây giờ lại là một buồng kính. Thì lúc này cái vùng tâm thất của mình nó sẽ thực hiện một cái động tác gọi là động tác giãn cơ. À, hồi nãy là căng cơ, hồi nãy gồng là căng cơ, bây giờ nó sẽ thực hiện gọi là động tác giãn đồng thể tích. Thì hiểu là giãn cơ đi, thì là cái vùng tâm thất của mình nó sẽ giãn ra, nó sẽ giãn ra. À, nó giãn ra thì sao? Thì thể tích nó giãn ra thì cái áp lực của nó sẽ giảm xuống, đúng chưa? Hồi nãy gồng thì áp lực nó tăng lên, bây giờ giãn ra thì áp lực nó phải giảm xuống. Nó giảm tới cái mức nào? Nó giảm tới cái mức là ở trong buồng tâm thất của mình nó thấp hơn so với là áp lực ở trong cái buồng tâm nhĩ. À, thấp hơn cái buồng tâm nhĩ thì sao? Vì áp lực ở trên nhĩ cao hơn ở dưới thất, cho nên là cái van nhĩ thất này nó sẽ tiếp tục mở ra. Được chưa? Thì đầu tiên đây là cái giai đoạn giãn đồng thể tích, thì nó sẽ thực hiện động tác là giãn cái cơ ở buồng thất của mình ra để mà nó giảm cái áp lực xuống. Nó giảm hoài luôn, giảm tới khi nào mà áp lực ở trong buồng tâm thất của mình nó nhỏ hơn áp lực ở trong buồng tâm nhĩ thì lúc này nó sẽ thực hiện động tác thứ hai là gì? Là nó mở cái van nhĩ thất ra và máu của mình nó sẽ từ nhĩ nó đi về thất. Được chưa? Thì giai đoạn máu từ nhĩ nó đi về thất
thì mình gọi nó là giai đoạn tim hút máu về, được chưa? Vậy thời kỳ tâm trương của mình, thời kỳ tâm trương của mình nó sẽ thực hiện hai giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là giai đoạn giãn đồng thể tích. Khi mà máu của mình ở cái thời kỳ tâm thu đó anh chị, máu của mình bơm ra ngoài ngoại biên hết, thì máu trong cái buồng thắt của mình nó sẽ giảm xuống, máu này giảm xuống thì áp lực nó cũng giảm xuống, giảm tới cái mức mà áp lực nó sẽ nhỏ hơn là so với ngoài động mạch chủ, thì cái van động mạch chủ nó sẽ đóng lại. Van dĩ thắt chưa mở ra thì cái buồng thắt của mình là nó là một cái buồng kính, và tại đây nó sẽ thực hiện cái giai đoạn giãn đồng thể tích, nó làm giảm các lực ở trong tâm thắt xuống. Áp lực ở trong tâm thắt giảm xuống, giảm tới cái mức á mà cái áp lực mà cái áp suất ở trên tâm nhĩ nó lớn hơn ở dưới tâm thắt, thì cái van nhĩ thắt nó sẽ mở ra và máu từ trên tâm nhĩ của mình nó sẽ đi về thắt. Thì cái quá trình máu từ nhĩ đi về thắt thì nó gọi là giai đoạn tim hút máu về, được chưa? Giai đoạn tim hút máu về. Và cũng tương tự như vậy, mình có hai giai đoạn gọi là giai đoạn tim hút máu về nhanh và tim hút máu về chậm. Tim hút máu về nhanh nó sẽ hút được 70% lượng máu về tâm thất. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn tim hút máu về chậm, nó sẽ xảy ra sau cái giai đoạn tim hút máu về nhanh, được chưa? Và nó sẽ trùng với giai đoạn thu nhĩ. Giai đoạn thu nhĩ là gì? Giai đoạn thu nhĩ là tâm nhĩ mà nó sẽ bóp lên chị, bóp đó chị. Giai đoạn thu nhĩ hồi nãy mình học đó là tâm nhĩ của mình nó sẽ bóp. Và giai đoạn tim hút máu về chậm nó sẽ trùng với cái giai đoạn đó. Giai đoạn tim hút máu về chậm nó sẽ trùng với cái giai đoạn thu nhĩ, và 30% máu còn lại nó sẽ đi về thắt. Được chưa? Rồi, thời kỳ tâm trương bao gồm hai giai đoạn giãn đồng thể tích và giai đoạn tim hút máu về. Giãn đồng thể tích là sao? Sau khi mà máu từ thắt nó bơm ra ngoài động mạch ngoại biên thì thể tích máu ở trong tâm thắt của mình nó sẽ giảm xuống và áp lực nó sẽ giảm xuống, giảm tới cái mức mà nó nhỏ hơn ngoài động mạch chủ. Nhỏ hơn ngoài động mạch chủ thì cái van động mạch chủ nó sẽ đóng lại. Sau khi cái van động mạch chủ đóng lại thì nó sẽ thực hiện quá trình giãn đồng thể tích, tức là giãn cơ, nó làm giảm cái áp lực ở trong tâm thắt xuống, giảm áp lực ở trong tâm thắt xuống, nhỏ đến cái mức mà áp lực ở trên tâm nhĩ cao hơn áp lực ở trên tâm thất, thì cái van nhĩ thất mở ra và lúc này máu nó sẽ tràn ngược về, nó sẽ tràn từ tâm nhĩ xuống tâm thất, thì đó gọi là giai đoạn tim hút máu về, được chưa? Thì tổng quan giai đoạn, các giai đoạn này thì người ta gọi nó là tổng quan hết tất cả những cái này lại thì người ta gọi nó là chu chuyển tim. Chu chuyển tim bao gồm hai thời kỳ tâm thu và thời kỳ tâm trương. Thời kỳ tâm thu là sao? Thời kỳ tâm thu nó bao gồm hai giai đoạn thu nhĩ và thu thất. Thu nhĩ là tâm nhĩ nó sẽ co bóp, nó sẽ co bóp để làm gì? Để làm tăng cái áp lực ở cho tâm nhĩ lên, lớn tới cái mức mà áp lực ở cho tâm nhĩ lớn hơn so với là áp lực ở dưới tâm thất, thì lúc này máu sẽ bơm xuống từ nhĩ xuống thất. Sau khi máu đã bơm từ nhĩ xuống thất thì thể tích ở trong tâm thất, thể tích máu ở trong tâm thất của mình nó sẽ tăng lên, tức là áp lực của mình nó sẽ tăng lên tới cái mức mà áp lực ở trong tâm thất lớn hơn ở trong tâm nhĩ, thì cái van nhĩ thất nó sẽ đóng lại. Và tại đây nó sẽ thực hiện thời kỳ tăng căng tâm thất. Cái buồng tâm thất của mình nó sẽ gồng lên, nó sẽ căng lên tới cái mức á mà cái áp lực ở trong tâm thất của mình nó lớn hơn so với là ở ngoài động mạch chủ. Thì khi mà áp lực trong tâm thất lớn hơn ngoài động mạch chủ thì cái van động mạch chủ nó sẽ mở ra và máu của mình sẽ tràn từ trong tâm thất, tràn ra ngoài động mạch chủ, đi khắp các tế bào trong cơ thể. Thì quá trình mà máu từ trong tâm thất đi ra ngoài động mạch chủ thì nó gọi là giai đoạn tim bơm máu ra ngoài, được chưa? Rồi, sau khi mà tim đã bơm máu ra ngoài, tức là máu từ trong tâm thất của mình ra ngoài rồi, thì máu ở trong tâm thất của mình nó sẽ giảm xuống. Máu nó giảm xuống thì áp lực nó cũng giảm xuống thôi, giảm xuống tới cái mức mà nhỏ hơn so với ở cái ngoài động mạch chủ, thì lúc này van động mạch chủ nó sẽ đóng lại. Van động mạch chủ đóng lại, van nhĩ thất chưa mở ra, lúc này tâm thất của mình nó sẽ thực hiện một cái pha gọi là pha giãn đồng thể tích, nó giảm áp suất ở trong cái buồng tâm thất xuống thấp tới cái mức nhỏ hơn ở trên tâm nhĩ, thì lúc này khi áp suất trong tâm thất nó nhỏ hơn trên tâm nhĩ thì cái van nhĩ thất nó sẽ mở ra và máu từ nhĩ của mình nó sẽ đi xuống thất, được chưa? Thì máu từ nhĩ đi xuống thất gọi là giai đoạn tim hút máu về, và trái tim của mình nó sẽ liên tục thực hiện từng hoàng như vậy, thì đó gọi là chu chuyển tim. Cái van hai lá là nó đẩy máu đi hay là van ba lá đẩy máu đi thầy? Hồi nãy em có nói em có mô tả cái hình này đó. Hồi nãy là cái tại vì bên trái hay bên phải của mình nó thực hiện những cái động tác tương tự nhau, cho nên là cái hình này người ta vẽ ngắn gọn là ở đây là tâm nhĩ nè, ở đây là tâm nhĩ trái nè, ở đây là van hai lá nè, được chưa? Ở đây là thắt trái nè, rồi ở đây là động mạch chủ nè, hiểu không?
Vậy là ở đây là van hai lá nha. Bên bên phải nó cũng nó thực hiện cái quá trình tương tự như vậy thôi, được chưa? Dạ không biết em có nói có quá khó hiểu không nè, để em nói lại vài lần nữa ha. Thầy nói dễ hiểu rồi nhưng mà nói chậm một chút là được các thầy. Tại thôi quen em nói nhanh quá rồi. Bây giờ một hồi em sẽ nói lại cái chu chuyển tên này nữa ha. Rồi bây giờ đó, anh chị cần nhớ tiếp theo nữa, nhớ giùm em cũng là cái chu chuyển tên này thôi, nhưng mà nó là về vấn đề thời gian, được chưa? Về vấn đề thời gian, tất cả cái chu chuyển tim của mình nó sẽ chiếm là 0,8 giây. Nguyên cái chu trình, nguyên cái chu chuyển tim của mình từ cái lúc co bóp này, từ cái chu kỳ co bóp này đến cái chu kỳ co bóp tiếp theo thì nó là 0,8 giây. Toàn bộ cái chu chuyển tim của mình sẽ chiếm là 0,8 giây, được chưa? Đầu tiên là giai đoạn thu nhảy thì nó sẽ chỉ chiếm là 0,1 giây thôi, được chưa? Chỉ chiếm 0,1 giây. Thu nhảy là gì? Thu nhảy là tâm nhảy của mình nó sẽ co bóp, được chưa? Để tăng áp lực từ trên tâm nhảy xuống tâm thất. Nó tăng áp lực ở trên tâm nhảy đến cái mức mà áp lực ở trên nhảy nó lớn hơn cái tâm thất, được chưa? Gọi là giai đoạn thu nhảy, nó sẽ chiếm là 0,1 giây. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn thu thắt, chị nhớ nha. Anh chị nhớ là giai đoạn thu thắt nó sẽ chiếm một thời gian dài hơn, là chiếm tới 0,3 giây, được chưa? 0,3 giây. Giai đoạn thu thắt của mình bao gồm hai giai đoạn đúng chưa? Thời kỳ căng tâm thất và thời kỳ tim bơm máu ra ngoài. Thời kỳ căng tâm thất là gì? Là thời kỳ hồi nãy là nói gì? Là tâm thất của mình, các cơ tâm thất của mình nó sẽ gồng lên đó, gồng lên để tăng cái áp lực ở dưới tâm thất của mình lên đó. Thời kỳ gồng cái tâm thất của mình thì nó sẽ chiếm 0,05 giây. Rồi thời kỳ tim bơm máu ra ngoài thì nó chiếm cái khoảng thời gian còn lại là 0,25 giây, được chưa? Anh chị về học những con số này ha. Rồi đó là thời kỳ tâm thu, còn thời kỳ tâm trương là chiếm 0,5 giây, được chưa? Thời kỳ tâm trương nó sẽ chiếm 0,5 giây. Ủa, anh chị có thấy nó kỳ không? Hồi nãy á, thời kỳ tâm thu hồi nãy mình là nghe à, thu nhảy của mình nè, thu nhảy nè là 0,1 giây, thu thắt là 0,3 giây. Mà sau á là cái giai đoạn tâm trương á nó 0,5 giây đó, vậy là cộng lên là bao nhiêu vậy? 0,9. 0,9 rồi, nhưng mà tại sao á, anh chị có để ý tại sao là cái chu chuyển tim của mình nó chỉ có 0,8 không? Anh chị giải thích được không? Tại sao? Tại vì cái giai đoạn mà thu nhĩ là nó xảy ra đồng thời với lại cái giai đoạn mà thông từ tâm nhĩ sang tâm thất đó thầy. Đúng rồi, là tại vì nó có một cái giai đoạn trùng với nhau đúng không chị? Nó có một cái giai đoạn nó trùng với nhau đúng chưa? Là giai đoạn nào? Giai đoạn tim hút máu về, cụ thể hơn là giai đoạn tim hút máu về chậm á. Đây là cái giai đoạn tim hút máu về chậm á thì là sao, nó sẽ trùng với cái giai đoạn thu nhĩ, được chưa? Nó sẽ trùng với giai đoạn thu nhảy và nó sẽ trừ bớt đi 0,1 giây, được chưa? Thì nó sẽ còn là 0,8 giây. Như vậy tim có một cái chu chuyển tim của mình nó sẽ bao gồm là 0,8 giây ha. Rồi tiếp theo nữa là các tuyến tim. Các tuyến tim này là gì? Là mai mốt anh chị học và cái nghe tim á, chị sẽ chủ yếu là nghe được tuyến tim 1, tuyến tim 2 này, tuyến 3, tuyến 4 thì ít khi nghe được nha, thậm chí là không nghe được luôn. Hầu hết là anh chị chỉ nghe được tiếng T1 với T2 thôi. Thì anh chị cần nhớ cái tiếng T1 và T2 nó là cái gì? Là khi mà van nhĩ thất nó đóng lại. Hồi nãy mình có nói đó là van van hai lá nó đóng lại đó, khi mà áp lực ở dưới tâm thất nó lớn hơn trên tâm nhĩ đó thì là cái van nhĩ thất nó sẽ đóng lại. Nhớ khi mà những cái lá van nó đóng lại thì nó sẽ tạo nên một cái tiếng gì đó. Được chưa? Cụ thể hơn ở các van nhĩ thất. Đây này ha. Van hai lá của mình, van ba lá thì nó có một cái tên gọi chung là van nhĩ thất, được chưa? Tại vì sao? Tại vì nó nằm giữa nhĩ và thất thì mình gọi nó là van nhĩ thất, được chưa? Ở bên tay phải thì nó sẽ có van ba lá, ở bên tay trái của mình nó sẽ có bên van ba lá, ở van hai lá, bên nhĩ phải, giữa nhĩ phải và thất phải nó sẽ có cái van ba lá, giữa nhĩ trái và thất trái nó sẽ có van hai lá, và gọi chung cái van ba lá và van hai lá là van nhĩ thất. Khi mà cái van hai lá và van ba lá nó đóng lại, nó sẽ tạo ra một cái tuyến tim và người ta đặt tên cho nó là tuyến tim một, được chưa? Rồi van bán nguyệt là gì? Van bán nguyệt hay còn gọi là van tổ chim, các tên khác nhau nha. Van bán nguyệt
hay còn được gọi là van tổ chim, là tên gọi chung cho van động mạch chủ và van động mạch phổi, được chưa? Van động mạch chủ và van động mạch phổi thì người ta sẽ tạo một cái tên chung. À, tên chung của nó là gì? Là van bán nguyệt hoặc là van tổ chim, được chưa? Thì khi mà các van động mạch chủ, van động mạch phổi nó đóng lại thì nó sẽ tạo nên một cái tiếng tim. À, thì tên của nó người ta đặt là tiếng T2, được chưa? Tiếng T2. À, van nhĩ thất đóng lại sẽ tạo nên tiếng T1, van bán nguyệt đóng lại sẽ tạo nên tiếng T2. À, rồi hai cái tiếng mai mốt á, anh chị mà nghe tim á, anh chị nghe tim thì sẽ tới học cái phần bệnh học rồi dự chính rồi á, nghe tim thì nghe chủ yếu được tiếng T1 và tiếng T2 này ha. À, nghe được tiếng T1 và tiếng T2, còn tiếng T3, tiếng T4 nó nhỏ lắm, nghe hầu như không nghe được nha. À, người bình thường hầu như không nghe được. Thì cái tiếng T3 này nó sẽ là cái tiếng mà máu dội về thành tâm thất mà ở trong cái giai đoạn tim hút máu về nhanh. Rồi tiếng T4 là máu dội vào cái thành tâm thất, máu đi từ nhĩ xuống thất đó anh chị, máu sẽ nó dội vào cái thành tâm thất tại cái giai đoạn nhĩ co, thì nó người ta đặt tên nó là T4 ha. Anh chị nhớ giùm em mấy cái tiếng tim này ha. Tại thời kỳ nào là do cái gì nó gây ra ha. Do cái gì nó gây ra tại thời kỳ nào ha. Rồi tiếp nữa là một cái hình này nè, cũng không có gì phức tạp đâu, là giống như hồi nãy á, là mình nói về cái chu chuyển tim, thì đây là cái hình nó mô tả cái chu chuyển tim hồi nãy thôi. Rồi em sẽ bắt đầu hồi nãy như, cho anh chị ôn bài lại ha. Có nhiều. Rồi đây là cái chu chuyển tim của mình, em sẽ bắt đầu tại cái pha giãn đồng thể tích. À, cái pha giãn đồng thể tích đó anh chị nhớ không, là cái những cái cơ ở cái vùng tâm thất của mình á, nó giãn ra để mà nó giảm cái áp lực ở trong tâm thất xuống nha. Nó giảm cái áp lực trong tâm thất xuống, đến một cái lúc nào đó cái áp lực ở trong tâm thất của mình nó sẽ nhỏ hơn cái áp lực ở trên tâm nhĩ. Khi mà áp lực ở trong tâm thất nó nhỏ hơn áp lực ở trên tâm nhĩ thì sao? Van gì mở ra? Van gì mở ra? Van tâm thất. Van tâm thất. Nãy giờ có học van tâm thất không chị? Van nhĩ thất ha. Van nhĩ thất cái trường hợp này á, là mình nói về cái tim trái ha, thì nó là van hai lá ha, anh chị đồng ý không? Mình yeah. Gọi van nhĩ thất thành van hai lá được không thầy, hay là khi đó mình phải gọi là van nhĩ thất thầy? À, chị hiểu gì nè, là tại vì mình để đơn giản cái quá trình đó chị, là tại vì bên trái á với bên phải nó cũng giống hệt nhau à, cho nên là mình nói bên trái thôi, được không? Mình nói bên trái thôi, thì bên trái của mình là van gì? Hai lá. Bên trái là van hai lá. Chính xác, van hai lá, chính xác. Rồi vậy là em nhắc lại ha. Rồi khi tâm thất của mình thực hiện pha giãn đồng thể tích thì áp lực ở trong tâm thất của mình nó sẽ nhỏ hơn áp lực ở trên tâm nhĩ. À, khi mà áp lực ở trong tâm thất nó nhỏ hơn trong tâm nhĩ thì cái van gì mở ra? Van nhĩ thất. Van nhĩ thất hoặc là van hai lá nó sẽ mở ra. Khi mà van hai lá mở ra thì sao? Thì máu nó sẽ trở về tim, máu sẽ đi từ nhĩ xuống thất, được chưa? Hay còn gọi là pha máu về tim, được chưa? Khi máu về tim thì sao? Máu về thất tức là máu từ nhĩ nó đi xuống thất thì sao? Thì lúc này thể tích máu ở trong tâm nhĩ nó sẽ tăng lên, áp lực ở trong tâm nhĩ nó sẽ tăng lên, anh chị thấy không? Chị thấy cái đường áp suất không? Nó tăng lên nè, à, tăng lên đến một cái mức nào đó, áp lực ở trong tâm thất của mình nó sẽ lớn hơn ở trong tâm nhĩ, thì lúc này van hai lá nó sẽ đóng lại, được chưa? Van hai lá nó sẽ đóng lại. Khi van hai lá đóng lại thì nó sẽ thực hiện tiếp tục một cái pha gọi là pha co đồng thể tích, cái pha gồng cái cơ nãy đó, gọi là cái pha co đồng thể tích, được chưa? Pha co đồng thể tích. À, pha co đồng thể tích thì anh chị thấy nè, cái áp lực ở trong buồng tâm thất của mình nó sẽ tăng lên, đến một cái lúc nào đó áp lực ở trong buồng tâm thất của mình nó sẽ lớn hơn so với ở ngoài động mạch chủ. Khi áp lực ở trong tâm thất của mình lớn hơn ở ngoài động mạch chủ thì chuyện gì xảy ra hả? Van động mạch chủ mở ra. Khi mà cái van nó mở ra thì sao? Thì máu nó đi gì? Đúng rồi, máu là sao? Máu nó được bơm, máu đi ra bơm. Đúng rồi, máu nó đi ra ngoài động mạch chủ, đúng không? Máu nó đi ra ngoài động mạch chủ từ tâm thất của mình. Nó đi khắp cơ thể thầy ơi. Hả?
Hồi nãy anh trai nói gì đó anh? Hồi nãy anh trai nói gì em chưa nghe rõ à? Dạ thì lúc đó là máu được bơm đi nuôi cơ thể thôi. Chính xác, chính xác, chính xác anh, chính xác rồi đó. Rồi, đây là pha. À, khi mà máu nó bơm từ tâm thất nó đi ra nó nuôi cơ thể thì mình gọi cái pha đó là pha gì? Pha bơm máu, được chưa? Cái pha bơm máu. Khi mà máu từ trong tâm thất của mình nó bơm ra ngoài hết trơn rồi, nó bơm ra ngoài nó nuôi cơ thể hết trơn rồi, thì khi này thì máu ở trong tâm thất của mình sao? Nó giảm xuống tới cái mức thấp nhất, được chưa? Nó giảm xuống tới mức thấp nhất. Khi mà cái thể tích máu ở trong cái buồng tâm thất của mình nó giảm xuống thì tất nhiên áp lực nó cũng giảm xuống, đúng không? Áp lực nó giảm xuống đến một cái mức nào đó, khi mà áp lực ở trong tâm thất của mình nó thấp hơn so với ở ngoài là mạch chủ, thì cái van động mạch chủ của mình nó sẽ đóng lại. Van động mạch chủ của mình nó đóng lại, lúc này cái buồng tim của mình lại là một cái buồng kính, một cái buồng kính, thì nó sẽ tiếp tục thực hiện một cái pha gọi là pha giãn động thể tích. À, pha giãn động thể tích thì sao? Cái áp lực ở trong buồng tâm thất của mình nó sẽ giảm xuống nữa, xuống nữa, xuống nữa, xuống nữa, xuống nữa, đến một cái mức nào đó áp lực ở trong tâm thất của mình nó nhỏ hơn cả ở trên tâm nhĩ, thì lúc này cái van hai lá nó sẽ mở ra. Khi mà van hai lá mở ra thì máu nó sẽ đi từ nhĩ xuống thắt, thì mình gọi nó là pha bơm máu về tim, được chưa? Khi mà máu từ nhĩ xuống thắt rồi, máu trong tâm thất của mình nó tăng lên, tức là áp lực ở trong tâm thất của mình nó tăng lên đến một cái mức nào đó, áp lực ở trong tâm thất nó sẽ lớn hơn ở trên tâm nhĩ, thì sao? Van hai lá nó sẽ đóng lại, van hai lá nó sẽ đóng lại và nó sẽ thực hiện cái pha co đồng thể tích. Lúc này cái áp lực ở trong tâm thất của mình nó sẽ tăng 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 đến một mức nào đó, áp lực ở trong tâm thất nó lớn hơn ở ngoài động mạch ngoại biên, thì cái van động mạch chủ nó sẽ mở ra. Khi mà van động mạch chủ mở ra thì máu trong tâm thất của mình nó sẽ bơm ra ngoài động mạch chủ, máu bơm ra ngoài động mạch chủ, bơm 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 hết ra ngoài động mạch chủ, thì sao? Cái máu ở trong tâm thất của mình nó sẽ giảm xuống, tức là áp lực ở trong tâm thất của mình nó cũng sẽ giảm xuống, giảm đến mức nào đó nó thấp hơn so với ở ngoài động mạch chủ, thì van động mạch chủ nó đóng lại. Khi mà van động mạch chủ đóng lại thì nó sẽ thực hiện pha giãn động thể tích. Anh chị thấy không? Anh chị thấy không? Không biết anh chị. Nó cứ liên tục như vậy, nó thực hiện như cái tính chu kỳ như vậy đó anh chị. Thì nó gọi là chu chuyển tim, được chưa? Em nói nãy giờ chắc cũng 5 lần rồi, không biết không biết có quá khó hiểu không ạ? Hiểu rồi thầy ơi. Dạ cũng hiểu rồi thầy ơi. À anh chị. Dạ được rồi thầy ơi, có gì về đọc đọc lại nữa thầy ơi. Đúng rồi anh chị, tại vì em biết sao không, tại vì hồi xưa em học cái này á là em cũng phải học mấy lần á là em mới hiểu được cái vấn đề, nên là giống như là cái kiểu nhưng mà em nói một lần mà anh chị hiểu luôn á, nên là cái đó là bất thường. Em nói mà anh chị có một chút xíu không hiểu á thì nó mới là bình thường, thì anh chị phải về phải coi nghiền ngẫm lại ha, từ từ bình tĩnh lại, bình tĩnh lại, ở nhà của mình nên mà mình bình tĩnh lại, mình nghiền ngẫm cái vấn đề này thì mình mới hiểu được ha. Rồi, rất là vui khi mà anh chị hiểu được nha. Đuối luôn. Ê, thầy nhiệt tình quá ha. Ủa, mình có muốn nghe nghỉ ngơi chút xíu không? Tại vì cũng còn. Thầy ơi, à, nghỉ gì là tí đi thầy. Dạ, thầy nghỉ chút xíu đi thầy. À, cho em thở nữa nha, rồi em thở cả 10 phút rồi nó tiếp. Dạ, thầy nói liên tục luôn thầy mệt. Rồi rồi vậy mà không ca, vậy là 20 giờ 20 mình quay lại, cái mình học chút xíu là xong rồi anh chị, mình học chút xíu là xong rồi.